tin thôi, chị có nhắn cho em mới lấy tin. Ok. Ngồi nhìn cái mấy đứa đi qua đi lại vui không? Yếu không? Hello cả nhà. Hello mọi người. Hôm nay em cho các chị coi cái view phía sau, có mấy đứa nó đi qua đi lại vui. Hello chị Thúy Quyên. Em chào chị. Chào cả nhà. Đầu like mọi người cho em xin một lượt chia sẻ like nha. Hôm nay live chương trình lớn lắm mọi người, em tặng quà quá trời luôn. Với lại trong live em sẽ có một số hàng xả sale. Bật mí là có những món hả, nó chưa tới 50.000 nữa mới chết. Nha. Yeah. Các chị chia sẻ live stream với tab bạn bè vô coi giùm em nhé. Em không vô được hả? Em không vô được like hả? Thì sao? Không vô được. Được chưa? Lắp lại nha. Chứ mới đầu like vô mày thông báo ngay chụp cặt rồi. Nghe thấy không vui rồi đó. Dạo này Facebook nó bị sao mấy chị? Nó bớt tương tác quá trời. Mọi người chuẩn bị nước nè, chuẩn bị đồ ăn vặt nha. Mọi người ngồi coi like của em chắc khoảng 3 tiếng đó. Hôm nay em chuẩn bị hơn 30 món khác nhau. Chưa kể là chưa hết hàng luôn. Nhiều lắm, nhưng mà em chưa chuẩn bị kịp hết nữa. Với lại Black Friday nha, các chế có món nào mà cần sale thì mình cứ gửi lên đây. Em cho soạn hàng, em sale được cho mọi người, em sẽ sale luôn ạ. Hôm nay sale xả kho hết shop luôn. Bé ơi cho chị một ly nước ấm uống đi, với lại pha một cái ly để chuẩn bị uống vi ly. Sáng giờ chưa uống vi ly nữa mọi người. Tên tên tên. Đầu like cho miếng nhạc nghe đi mấy đứa, nhạc remix đi xem xem chứ. Trong thời gian chờ em sẽ xin đọc thông báo các giải thưởng của mấy cái like cũ. Nhạc sớm quá vậy, đã vậy. Từ đây luôn hả em? Đầu like này em xin đọc thông báo nha các chị. Gọi Vũ Bạc queo lây da hả chứ? Em chưa có hàng luôn. Mới vừa họp bên đội xong các chị. Đang bắt đầu chuẩn bị tung mã đó ra thôi. Chứ hiện tại bây giờ chưa có luôn. Mọi người đợi em nha. Mọi người đợi em. Chị Bùi Thu nói là hôm nay da chị đẹp quá. Các chị ơi, em nói mọi người nghe tí xíu. Cái da của em từ ngày mà BV tạo đến nay nó cứ tiếp tục nó bong. Và cách đây 3 ngày nó đã bong một lượt nữa, cũng li ti, sau bong thì da nó rất là bóng. Hôm nay bắt đầu nó lại lột thêm một tầng nữa các chị, có nghĩa là nó đẩy cái lớp da mình lên liên tục luôn. Và khi da các chị càng lột nhiều thì da mình nó sẽ càng khỏe, càng đẹp. Nó thay một cái lớp da mới, mọi người nhìn cái mặt em rất là bóng, rất là mịn luôn, là nhờ mình thay da đó. Nha, nên là mọi người cứ đừng có ngại ngùng gì hết, cứ vi tảo cho em đi, làm cho nó đẹp để ăn Tết nha. Rồi bây giờ em xin thông báo các giải thưởng của ngày 12 tháng 11. Là giải nhất là được tặng một cái kem nách bạn mông, là nó làm sáng cái da vùng nách của chúng ta, của Misaki Nhật Bản. Cái tiếp kem đó trị giá 590, thuộc về chị Nguyễn Loan, với số tiền mua hàng là 5 triệu. Wow, chúc mừng chị Nguyễn Loan nha. Và tiếp theo là một cái like ngày 16 tháng 11. Giải cao nhất của nhà em, giải nhất là được tặng một chai nước thần Shop Me Heal trị giá 850.000, thuộc về chị Phi Dung, với số tiền mua hàng là 7.2 triệu ạ. Rồi tiếp theo nữa đó là một cái like ngày 19 tháng 11.
Giải mua nhiều nhất là một set làm tóc 6 trong 1 thuộc về chị Bùi Thương với số tiền mua hàng là 2.799.000. Chúc mừng chị Bùi Thương nha. Wow. Rồi tiếp theo là giải nhất ngày 23 tháng 11 của nhà em là một cái máy rửa mặt của Nhật Bản. Cái máy rửa mặt trị giá 599 thuộc về chị Huyền Nguyễn với số tiền mua hàng là 4.478.000. Và like gần đây nhất là like ngày 24 tháng 11 nè. 24 tháng 11 là like hôm qua hả ta? Đây nè. Là like ao hâu các chị, trên bay ao hâu của nhà em á, mua hàng nhiều nhất là chị Xuân Nương Bùi với số tiền mua hàng là 2.680.000. Wow, em chào mọi người mới vô nha. Em chào các chị. Chị Xuân Nương Bùi được tặng một cái máy massage điện di màu xanh lá trị giá 1.650.000. Wow, chúc mừng chị Xuân Nương Bùi nha. Với số tiền mua hàng chỉ có 2 triệu mấy thôi, được tặng một cái máy rất là xịn luôn. Rồi, vậy thì giải nhất ngày hôm nay mình sẽ tặng gì ạ? Hôm nay em chuẩn bị cho mình một phần quà giải nhất trong live ngày hôm nay, chính là một bộ cọ gồm có 9 món. Bộ cọ đâu rồi? Đây ạ. Một bộ cọ rất là đẹp luôn. Bộ cọ này là được thiết kế theo phong cách của hoàng gia, hoàng cung nha. Rất là đẹp và sang. Bộ cọ này gồm có 9 món. Trong đây nó có rất là nhiều những cái cây cọ từ nhỏ bự khác nhau nè. Đây là cọ đánh má hồng các chị, cọ đánh kem nền nè ha. Rồi có những cọ đánh phấn phủ, rồi cọ môi, cọ mắt, rồi cọ quét chân mày nữa, đầy đủ hết luôn. Hôm nay em tặng cho giải nhất ngày hôm nay cho chị nào mua nhiều nhất thì mình được một cái bộ cọ như thế này nha. Em coi có bao nhiêu cây vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. Có 1 cây rớt đây nữa nha. Tổng cộng là 9 món. Mua một bộ cọ đẹp như thế này luôn. Có cái ống đựng cho mọi người. Rồi mua nhiều nhất em tặng món quà này nha các chế. Gắn lại giùm chị. Bộ cọ này trị giá bao nhiêu vậy em? Bộ cọ trị giá 350.000 nha các chị. Bộ cọ trang điểm. Và feedback ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho các chị là thạch nghệ. Đây là thạch nghệ vị xoài, có chứa collagen và một cái ống nghệ như thế này, tương đương với 2 ký nghệ tươi nha. Cực kỳ tốt cho bao tử, tốt cho làn da, tốt cho tóc của chúng ta nha. Và nghệ thì nó có rất là nhiều cái chức năng là tăng cái miễn dịch và tăng cái cường độ kháng viêm ở bên trong cho mình luôn ha. Thì những ai mà hay bị viêm loét dạ dày nè, bị ợ nóng, ợ chua, ợ hơi nha, nói chung có bệnh về dạ dày á, thì cái nghệ này nó sẽ cực kỳ phù hợp với mấy chị luôn. Hoặc là những ai mà đang có vấn đề về bao tử thì mình uống cái này cho em nha. Mình ăn cái này, nó là thạch nghệ nano, curcumin, vị xoài và có chứa collagen. Rồi thì cái một cái hộp nghệ như vậy nè, giá của nó đâu đó khoảng 600-700 nghìn. Thì một ống của nó là 65.000 cho một ống nha. Em sẽ tặng cho feedback ngày hôm nay. Bất kỳ feedback gì của các chị gửi lên đây, MV còn bao nhiêu, MV sẽ tặng bấy nhiêu. Cái hàng này của nhà em là hàng cận đát, xả sale, nên hôm nay em sẽ tặng luôn cho các chị về ăn, ăn kịp trong tháng 11 này giùm em nha. Feedback thạch nghệ 65.000 một cái. Rồi tất cả những cái feedback là review, những cái trải nghiệm về sản phẩm của nhà MV mà mấy chị cảm thấy ưng ý, cứ gửi hết lên đây nha. Mỗi cái feedback là tặng một ống, tặng cho đến khi hết hàng. Rồi, hôm nay chị nào chia sẻ live stream giùm em thì mình sẽ được free ship ạ. Và hãy nhớ trong live của em sẽ có rất nhiều món em xả sale, có những món dưới 50.000. Và mình chia sẻ live stream mình sẽ vẫn được free ship nha. Nhớ giùm em là chia sẻ công khai lên tường nhà thì sẽ được free ship. Và em có chuẩn bị cho 10 fan cứng ngày hôm nay. Có nghĩa là 10 chị fan cứng hay theo dõi bay, hay tương tác với bay của em, hay comment, hay trả lời trên bay của nhà em á, thì mấy chị sẽ được gắn nút fan cứng. Em sẽ ưu tiên cho 10 fan cứng đầu tiên nha. Còn chị nào mà chưa đủ điều kiện fan cứng nhưng mà mình comment vô đây, mình cũng sẽ được tham gia chương trình này luôn. Thì có 10 chị fan cứng đầu tiên, mình làm giùm em các bước nè. Chia sẻ một lần lên tường nhà và chia sẻ 5 lần lên 5 hội nhóm khác nhau nha. Thì các chị comment cho em là tặng kem chống nắng. Em tặng cho mỗi người một cái kem chống nắng Matidum mini size. Trong đây có, đây
Đây là một cái dòng kem chống nắng Mytidom mini size ha, giá bán của nó là 70.000 cho một tuýp. Hôm nay em tặng cho các chị về sử dụng thử nha, cho 10 chị fan cứng đầu tiên ngày hôm nay. Trời ơi, cái kem chống nắng này là cực xịn luôn các chị. Giá bán lẻ của nó 1.150.000. Xin lỗi, 1.550.000 cho một tuýp full size. Còn đây là mini là 70.000 nha. Em tặng cho fan cứng, tặng cho 10 chị đầu tiên ngày hôm nay. Ưu tiên fan cứng trước nha. Sau đó là đến những chị khách quen của nhà em mà chưa đạt fan cứng, gần đạt thôi. Mình cho em xin một lượt chia sẻ like lên tường nhà. Và 5 lần lên 5 hội nhóm khác nhau, mình làm đúng là mình sẽ được tặng quà nha. Tặng kem chống nắng, các chị comment cho em là tặng kem chống nắng nha. Được chưa các chị ơi, mình nhanh tay lên nha. Đầu like này rảnh nè. Hello, em chào chị Nhi ạ. Chị Nhi là fan cứng nè, các chị làm giùm em đúng nè. Một lần lên tường nhà, 5 lần lên 5 hội nhóm khác nhau và comment tặng kem chống nắng. Đây là dòng kem chống nắng phổ rộng nha các chị. Nó có khả năng vừa chống được UVA, chống được UVB, chống được ánh sáng xanh và chống được gì nữa à, tia hồng ngoại luôn các chị nha. Một trong những loại kem chống nắng phổ rộng và có khả năng phổ rộng nhất hiện nay nha. Kem chống nắng nào cũng chống được UVA và UVB, nhưng chỉ riêng kem chống nắng phổ rộng thì nó bắt đầu nó mới phổ thêm những tia khác, nó kèm theo chống những tia khác. Thì trong đây có chống ánh sáng xanh từ trong điện thoại di động nè, hoặc là màn hình máy tính này nha, chống được tia hồng ngoại ở xung quanh mình luôn. Như vậy thì nó sẽ bảo vệ da mình một cách triệt để hơn, hiệu quả hơn các chị nha. Và đây là một dòng kem chống nắng vật lý lai hóa học, rất là an toàn và dịu nhẹ, được gọi là sao, được chỉ định dành cho những da hay treatment, có nghĩa là những da treatment nặng đô hoặc là những cái làn da sâu xâm lấn á, mình không tìm được dòng kem chống nắng nào để mình dùng thì thằng này có thể dùng được nha. Rồi mọi người cho em xin một lượt chia sẻ like và 5 lần lên 5 hội nhóm khác nhau, comment là tặng kem chống nắng đi ạ. Mỗi người một cây, mỗi người một tiếp kem chống nắng như thế này. Được chưa các chị ơi, mình lên hết nha. Bây giờ em chuẩn bị vô mã 1 nha các chị. Hello, em chào chị My Khanh ạ. Các chị ơi mình chấm cho em một cái để em chào mấy chế nha. Hello, em chào chị Thủy Tiên nha. Còn ai nữa không ạ? Các chị chịu khó chấm hoặc ABC nha, để tránh tình trạng Facebook nó ẩn comment hoặc là nó làm trôi tin nhắn, em không đọc được tin á, thì khi các chị chốt đơn nó sẽ bị chậm hơn những người khác. Và khi chậm hơn thì mình sẽ không có mua kịp á. Tại có nhiều món em xả sale ngày hôm nay thì giá của nó rất là thấp. Đồng thời á, là nó số lượng của nó cũng rất là ít nữa, nó không có nhiều. Rồi mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. À, em chào chị Quỳnh Như, em chào chị Hương Lưu nha. Các chị ơi, mọi người cho em xin một lượt chia sẻ livestream lên tường nhà nha. Hello em Bùi Thương. À Bùi Thương ơi, hồi nãy em có một giải nhất của bên shop, em nhớ inbox cho shop để nhận quà nha. À, tặng kem chống nắng. Vâng, mấy chị ơi, ai vô sau mình comment tặng kem chống nắng nha. Làm đủ thông tin giùm em đi ạ. Đầu like mình rảnh mình làm đi, để xíu mình quên á. Rồi món đầu tiên ngày hôm nay em lên cho các chị nha. Bây giờ là gần Tết rồi, mình sẽ cần giảm cân làm đẹp để ăn Tết. Đầu like lên món giảm cân nha. Mã 1A lên cho em, mã 1A. Hôm nay có 1A, 1B các chị, tại vì danh sách nó quá dài nên em ghi bị sót hàng. Đây là một cái dạng viên uống giảm mỡ nha, được lên men các chị từ những cái dòng thực vật rất là thiên nhiên của Nhật Bản luôn. Em này được lên men từ trà xanh, trà đen, rồi bạch trà, rồi các loại nấm, rồi các loại trái cây các chị, lên men thành một dạng enzyme và nó tăng cường cái tốc độ đốt cháy mỡ trong cơ thể của mình. Đồng thời á, nó còn có tác dụng gì nữa ạ? Giảm được cái lượng mỡ ở trong máu. Có nghĩa là không phải giảm mỡ bụng mà nó còn giảm mỡ nội tạng cho chúng ta luôn nha. Và đây là một dòng rất là an toàn của Nhật. Và nó là bán chạy số 1 ở trên Rakuten của Nhật Bản luôn nha. Đây là một cái dòng mà em săn sale được đến 60%. Quan trọng nhất là mình phải mua sale các chị. Hàng nó ngon, nó tốt mà còn phải sale nữa nha. Sale 60% cho một gói như thế này để các chị về các chị uống. Rồi chị Hạnh Quân Kiều, em nhìn thấy là tặng kem chống nắng, có kèm số điện thoại kèm đơn luôn. Anh Kiều chế, khách quen. Chị nào khách mới thì để lại số điện thoại, chị nào khách quen rồi thì máy nó tự cập nhật rồi, mấy chị không cần để lại số nữa nha. Rồi một bịch này các chị 120 viên. Một ngày uống 4 viên cho em. Làm bịch sẽ uống được 30 ngày nha. Một ngày uống 4 viên chia làm 2 lần uống, uống sau bữa ăn thì nó sẽ có tác dụng là gì?
tăng cường đốt cháy mỡ nha. Đốt cháy mỡ là không phải mỡ bụng, mỡ bắp đùi, bắp tay, bắp chân, mà còn có luôn mỡ trong máu của mình nữa, mỡ nội tạng của mình đấy ha. Rồi tăng cường trao đổi chất, giúp cho cơ thể mình sao ạ, nhanh hấp thu, nhanh đào thải. Và nó làm gì nữa các chị? Nó còn là một sản phẩm giúp hỗ trợ tim mạch. Nên những người mà bị gọi là bị vấn đề về huyết áp và tim mạch đó, không tìm được sản phẩm giảm cân ưng ý, thì có thể mua cái này để uống. Được chưa? Tại vì nó còn giúp mình bổ trợ cho tim nữa. Và nó còn giúp cho mình đẹp da nữa. Các chị hãy nhớ enzyme nha. Enzyme là rất là đẹp da. Vừa giảm cân, vừa giữ dáng, vừa đẹp da cho mình luôn. Rồi, một bịch này sale 60%, còn bao nhiêu tiền ạ? Chốt trong like của em nha, mã 1A. Mã này em đang bán lẻ là 350, là sau khi mình đã mua sale 60%. Like này chốt cho mọi người 290 một bịch. Được chưa ạ? Uống vô để làm đẹp ăn Tết. Vừa đẹp da, vừa đẹp dáng, vừa giảm mỡ nha. 290 một gói. Chốt cho em mã 1A. Một ngày uống 2 viên ạ. Xin lỗi, một ngày uống 4 viên. Chia làm 2 lần uống. Cứ mỗi lần cho em 2 viên nha. Rồi, giảm mỡ kombucha của Nhật Bản. Lên liền cho em mã này nha mấy chị. Rồi, chị Sang Nguyễn 1A. Mã này ha, tác dụng của nó nè, tăng cái lượng calo để đốt cháy và giảm mỡ bụng, cải thiện được cái mức cholesterol ở trong máu, giúp kiểm soát lượng đường trong máu của mình luôn và giảm nguy cơ bị ung thư. Có nghĩa là người nào bị mỡ máu, có nguy cơ bị tiểu đường hoặc là có nguy cơ bị ung thư, mình vẫn uống được nha. Rồi nó giúp mình sáng da, đẹp da, mịn màng hơn. Và nó có chứa chức năng là chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ luôn, nên là nó sẽ chống lão hóa cho cơ thể của mình. Và đặc biệt là ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại, và đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Được cho các chị. Quá sức tưởng tượng luôn. Chị Sang Nguyễn mã 1A, chị Quỳnh Như 1A, chị Châu Lê 1A, chị Hạnh. Rồi các chị chốt cho em nha, mã 1A này sẽ chốt được 15 gói cho mọi người ạ. À, mã này em chốt sale 290 nha, là em sale rất là nhiều trên giá bán lẻ. Rồi, chị Thủy Tiên 1A. Ok các chị, cho chị cái thùng bỏ xuống luôn đi mấy đứa ơi. Giảm mỡ nha các chị. Giảm mỡ của Nhật. Đây là một dòng giảm mỡ mà nó có chức năng giảm luôn được cả cái mỡ ở trong máu của mình nữa. Nói chung là uống giảm mỡ của Nhật Bản thì hoàn toàn yên tâm ha. Hàng của Nhật là rất là chất lượng rồi. Mà cái này là một cách giảm từ từ, giảm chậm chạp, giảm mà cái kiểu mà không làm cho mình mệt á. Nên những chị mà bị tiểu đường nè, tim mạch nè, huyết áp nè, mỡ máu nè, như nãy em nói đều uống được nha. Và lên cho em là mã 1A, 290.000 gói, uống một tháng. Quá rẻ luôn với các chị. Và để cho nó tăng cường cái tác dụng của nó thì mấy chị nên duy trì cho em là 3 gói nha, 3 gói liên tục. Tại vì mình nhớ giùm em nè, một gói đầu tiên vào á, nó sẽ đi tìm mỡ, xong bắt đầu nó sẽ đánh tan và đánh lỏng, hóa lỏng cái mô mỡ mềm của mình, cho nó thành mỡ nhỏ nhỏ nhỏ, xong nó tiêu luôn. Và đến cái phần mà mỡ cứng đầu á, thì bắt đầu nó sẽ chậm hơn. Thì các chị phải cho em ít nhất là 3 gói một liệu trình nha, để cho nó đánh vào trong cơ thể của mình. Và bây giờ mình giảm cân để chi, để Tết mình tăng giá cân. Bao nhiêu một gói em? Bao nhiêu tuổi uống được em? Chị ơi, cái này 10 tuổi trở lên là uống được nha. 10 tuổi trở lên uống được giùm em. Tại vì cái này nó theo một cái hoạt động là enzyme, nó hoàn toàn là thành phần thiên nhiên hết. Nên là mình không lo. Và hôm nay em lên cho các chị đến hai thứ để giảm cân luôn, giảm mỡ, vừa giảm mỡ vừa giảm cân, mà cực kỳ an toàn, là dành cho những gọi là đối tượng nhỏ mình vẫn uống được nha. Nó không có theo cái tác dụng là nhịn ăn, hay là nó theo cái tác dụng là bắt mình phải đào thải trở ra, mà nó chỉ có tác dụng là hóa lỏng mô mỡ thôi nha. Rồi tiếp tục nè, mã này là mã 1A nha, em chốt cho mọi người. Xong giờ lên mã tiếp theo. Mã này cực kỳ hot luôn các chị. Đang hot rần rần trên thị trường luôn. Mọi người có nghe nói đến trà thải độc, mát gan mà còn giảm mỡ luôn không? Đây, trà Genbi của Nhật. Và đây là một cái dòng premium, hàm lượng của nó lên đến 5 lần so với một cái dòng trà giảm cân bình thường. Em này cực kỳ gọi là đang cực kỳ hot 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 dữ lắm luôn ấy nha. Em này được gọi là trà Genbi giảm mỡ. Hồi nãy là viên uống giảm mỡ, còn này là trà các chị. Mình uống cái trà này trong một ngày giùm em luôn, một ngày có thể uống được 3 gói.
Và một gói mình có thể pha được 500ml nước để mình uống. Thì mình có thể uống trà này thay cho nước uống của mình luôn, được không ạ? À? Nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ thêm cho cái việc giảm cân. Hồi nãy là enzyme giảm mỡ, còn bây giờ là trà giảm mỡ nha. Và cái trà này thì công dụng của nó là ngút ngàn và vô vàng luôn. Để em đọc cho mọi người nghe nha. Trà thải mỡ Genbi của Nhật. Đây. Nó được gọi là liệu pháp thải mỡ đa tầng, là khi các chị kết hợp chung với lại cái thằng kombucha nãy đó, cái viên uống giảm mỡ này nè. Đây. Kết hợp trà này chung với viên uống này, hai thứ nha, nó sẽ giúp mình giảm cân rất là nhanh, gọi là liệu pháp đốt mỡ đa tầng. Cái trà này nha, nó được chắt lọc từ 16 loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Và nó là một loại có không có calorie, các chị, trà không chứa calorie và an toàn số 1 thế giới trên cơ thể những người mà muốn giảm cân á nha. Phương pháp của nó là sẽ tác động lên từng tầng, từng mô mỡ để đốt cháy, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đào thải toàn bộ mỡ thừa và độc tố ra khỏi cơ thể. Được chưa ạ? Rồi, một túi của nó gồm có 36 gói. Và trà này nó sẽ có tác dụng là vậy nè. Nó đi vào trong cơ thể, nó giúp mình tiếp cận từng cái tế bào mỡ và phá hủy cũng như đào thải ra khỏi cơ thể mình luôn. Tăng cường chuyển hóa năng lượng để đốt cháy mỡ thừa ở các vùng bị khó đốt. Rồi ngăn ngừa tích tụ mỡ mới, thải độc gan, ruột và các chất bài tiết dư thừa cặn bã trong cơ thể ra ngoài. Rồi ngoài ra còn cung cấp một hàm lượng khoáng chất thiết yếu để nâng cao sức đề kháng và làm đẹp da. Quá tuyệt vời luôn các chị nha. Hai thằng này bổ trợ cho nhau để mình uống. Rồi giá trà là các chị 269.000 một gói. Em sale cho mình còn 220. Và trà thì lên cho em là mã 1B nha. 220.000 cho một bịch, 30 gói nhỏ bên trong. Và trà này một ngày mình có thể uống tối đa được 3 gói. Trà này uống rất là ngon nha các chị. Và mình pha cho em nè. Có thể pha là một ly lớn 500ml, mình chia nhỏ trong ngày mình uống nha. Hoặc là các chị pha luôn 3 gói, một ngày uống 3 gói, cứ mỗi gói là 500ml nước thì mình sẽ uống được 1 lít rưỡi nước rồi đó nha. Để giảm cân, đào thải mỡ, thải độc đường ruột. Chị nào mua được combo mã 1A 1B thì lên cho em nha. Lên cho em là mã 1A rồi mã 1B luôn. Thì các chị sẽ được em tặng cho một vỉ đề tóc 50 viên để uống. Đề tóc đâu rồi bé? Trên máy chị. Đây. Đây là một cái combo liệu trình mà gọi là thải mỡ cấp tóc để cho mấy chị làm đẹp ăn Tết. Được chưa ạ? Mua một combo như này nè là 510.000 nha. Thì các chị sẽ được tặng một vỉ đề tóc. Vỉ đề tóc này sẽ uống giùm em 2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tác dụng của nó chính là đào thải hết tất cả những thức ăn dư thừa mà mình ăn trước đó ở trong bụng của mình nha. Nó tống ra ngoài hết luôn. Như vậy thì mình sẽ không bị hấp thu chậm. Và trong quá trình nó tống á, nó hóa lỏng mô mỡ và nó thải được hết tất cả những cái cặn bã đường ruột của mình á. Nếu như trà nó có chức năng thải độc, nó thải rất là từ từ, chậm chạp. Còn cái viên này nó chính là thuốc các chị nha. Nó đi vào. Hôm nay em Vi vẽ mắt xinh quá, cảm ơn chị Vincent Vinh. Tí xíu nữa lên cho mọi người cây vẽ mắt. Và mục đích của em là trang điểm như vậy để cho mọi người thấy là dễ kẻ mắt dữ lắm nha. Xíu nữa em lên cho mọi người luôn. Thank you chị. Nhìn được mắt luôn hả? Ồ, nhìn được mắt của em luôn á chị. Ừ. Em là em vẽ tay ngang á, em không biết trang điểm đâu, em vẽ đại á, mà em thấy cũng ok á, cũng long lanh lắm. Rồi, đang nói này cũng chảy qua cái kia luôn. Uống cho em cái này buổi tối 2 viên trước khi đi ngủ nha. Thì bao nhiêu là những cái gọi là lợn cợn, là rong rêu, những cái móc meo ở trong cái bao tử của mình á, mình ăn uống một thời gian, các chị sẽ thấy là nó đóng rong ở trong. Và cái thành bao tử của mình nó có một cái màu nhìn như là gọi là cống mà lâu ngày mà mình không được được gọi là làm sạch á. Nên nhà nó đóng ở trong đó rất là nhiều luôn. Thì khi mình uống cái viên này vô 2 viên, tác dụng của nó là sẽ cuộn sạch hết tất cả những cái chất dư nha, những cái chất dơ, những cái rong rêu móc ẩm trong cái thành ruột của mình á, nó tống hết ra ngoài một lần. Thì sau mỗi lần mình detox như vậy á, thì cái thành ruột của mình nó rất là khỏe, dạ dày, bao tử, thành ruột của mình nó rất là khỏe nha, sạch, khỏe. Và nó sẽ làm gì ạ?
sau khi nó sạch rồi nó sẽ hấp thu đồ ăn tốt hơn và nó sẽ phòng ngừa được cái nguy cơ là mình bị gì ạ? Bị viêm nè. Tại vì mình để dơ quá thì nó viêm, viêm thì nó sưng rồi nó loét nha. Viêm loét dạ dày, phòng ngừa được gì nữa? Ung thư dạ dày, ung thư trực tràng đại tràng của mình nha. Đây là các chị, đây là thuốc để mà thải độc đường ruột. Đồng thời á, chức năng của nó là gì? Tống phân, làm Vi sinh mềm hoàn phân mã 1B. nha. Rồi khi mà các chị uống một thời gian, các chị sẽ thấy mỡ của mình sao ạ? Sẽ đánh mềm cực kỳ nhanh và nó đào thải mỡ rất nhanh luôn, bụng mình xẹp xuống và bụng mình rất là đẹp để mình có thể diện đồ để ăn Tết, được chưa ạ? Đây là một combo rất là mạnh luôn ha. Trà với lại viên uống là bình thường nha, giảm từ từ nhưng mà cái này là rất là mạnh. À, chị hỏi em có bị tiêu chảy không em? Rồi câu hỏi rất hay luôn. À, cho chị Như Thảo cái câu trả lời nha. Cái viên này là thuốc chị, tác dụng của nó chính là trị táo bón nè, đề tóc, thải độc đường ruột và giảm mỡ. Nên trong quá trình mà chị uống á, ở cái giai đoạn đầu tiên á, là mới uống á, khoảng 3 ngày đến 5 ngày, mấy chị sẽ bị tiêu chảy rất là nhiều luôn. Và không phải là gọi là tiêu chảy nha, mà gọi là độc trong bụng của mình còn bao nhiêu, nó thải ra bấy nhiêu. Có nghĩa ở lần đầu tiên nó tống không hết thì một chút sau mình phải đi nữa. Mình đi trong vòng 1 đến 3 ngày luôn, chừng nào mà nó tống sạch hết tất cả những cái chất cặn bã dư thừa trong đường ruột của mình thì nó mới ngừng. Vậy thì ở 3 ngày đầu tiên có Vi thể mấy sinh chị hoàn sẽ mã hơi bị 1B. tiêu chảy một chút. Thì em khuyên là cái này nè, mình sẽ uống vào tối thứ sáu, để thứ bảy chủ nhật mình ở nhà mình nghỉ ngơi nha. Còn đối với như ví dụ như em đi, là từ lúc mà em biết nó đó, em uống cái nó lần đầu tiên đó, thì cái cảm giác của em là khoảng 4 tiếng đồng hồ sau khi uống nha, nó quặn bụng kinh khủng luôn. Và nó bắt mình phải đi cầu liền luôn á chị. Và khi mình đi á, thì mình đi rất là nhẹ và sạch, sạch bon không có gì luôn. Và em chỉ đi có đâu đó 2 lần trong ngày đó thôi, là buổi sáng với khoảng 2 tiếng sau em đi thêm 1 lần nữa là em thải hết. Còn có những trường hợp mà mấy chị biết nhất là hơi bị tròn, hơi bị nhiều cân và lâu ngày mình không có thải độc, ví dụ không có sổ run luôn á, Sạch khử khuẩn thì mình vậy uống cái còn này vô không mình sẽ em? có khả năng là mình đi tiêu chảy nhiều hơn một chút nha. Nhưng mà dĩ nhiên là không có bị mất nước nhiều đâu, tại vì đây là một cái phương pháp của Nhật, một cái viên uống rất là an toàn của Nhật luôn nha. Em cho khách em á, là uống vào những lúc nào đi ăn buffet, đi ăn đám giỗ, đi ăn đám cưới. Ngày đó mình đi ăn tiệc nhiều quá, mình ngồi mình ăn 2-3 tiếng đồng hồ, cái thức ăn của mình trong bao tử nó đâu có hấp thu hết các chị, nó sẽ phải hấp thu từ 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 Uống từ. mỗi ngày hay Và sao khi nó em? hấp thu chậm như vậy nó chuyển thành năng lượng mà mình không thể nào mình hoạt động kịp thì mình sẽ bị tích thành mỡ. Vậy thì cái thằng này nó có nhiệm vụ là tống hết những cái dư ở trong cái ruột của mình ra để không hấp thu chậm nha. Còn đào thải, thải độc, tống hết mỡ màng, tống hết chất dơ cặn bã trong đó ra và đồng thời hóa lỏng cái mô mỡ của mình luôn. Rồi kèm theo một trong ngày các chị uống cái viên giảm mỡ này, rồi uống thêm cái trà giảm mỡ nữa thì nó sẽ là cực kỳ nhanh để mà tiêu mỡ. Nhưng mà đây là những công thức cực kỳ an toàn của Nhật Bản nên nó sẽ không làm cho mình chóng mặt nha, không bị mất ngủ, không bị mất nước như những cái dòng khác. Hàng Nhật là an toàn tuyệt đối nha mấy chế. Rồi uống mỗi ngày hay sao em? Dạ cái này thì mình uống cho em mỗi ngày nha. Còn riêng cái này nè, em cho mọi người một vỉ 50 ngày lận, 50 một vỉ này là 50 viên, uống 25 ngày. Nhưng mà lời khuyên của em là chỉ nên uống 2 tuần liên tục thôi. 2 tuần liên tục là mình sẽ uống được 14 ngày. Sau đó thì đến cái tuần thứ ba thì một tuần các chị uống cho em 2 đến 3 lần. Nếu như mấy chị muốn thải mỡ tiếp thì mình uống tiếp, còn không á thì mình cứ ngưng cho em ha, một tuần uống 2-3 lần thôi. Hoặc là ngày nào mình ăn nhiều mình uống. Như vậy đó, chứ mình không có lạm dụng nữa nha. Tại vì cái thằng này á, tác dụng của nó chính là nhuận tràng để mình dễ đi đi tiêu hóa. Nếu như mà mình cứ uống nó liên tục thì đến một lúc nào đó cơ thể mình nó quen thuốc, nó phải có thuốc thì nó mới đi cầu được. Không có thuốc mà mình bị bón. Các chị hiểu ý em nói không ạ? Chứ mà về cơ chế của nó là sẽ an toàn tuyệt đối. Và các chị mua một vỉ này trên thị trường là khoảng 100 đến 150 ngàn. Nhà em Vi bán cái này có 50 thôi nha. Chị nào mà không đạt được combo 2 gói thì các chị có thể mua cái vỉ này riêng là một vỉ 50 nghìn. Comment cho em là đề tóc. Rồi còn mua viên uống giảm cân, giảm mỡ chứ thì mua cho em mã 1A. Mua trà giảm mỡ thì lên cho em mã 1B. Còn ai comment mã 1A, mã 1B luôn thì các chị sẽ được tặng một vỉ đề tóc như thế này để uống. Được chưa ạ? Thạch nghệ mọi lứa tuổi trong gia đình đều dùng được, rất là thích luôn. Vừa bổ sung sức khỏe, vừa làm đẹp, vừa là món khoái khẩu ngon khi để tủ lạnh dùng.
Hay quá chị Vincent ơi, phép bách đầu tiên của nhà em ấy chị ơi. Và mọi người chuẩn bị cho em xin cái phép bách này nè, thiệt là nhiều. Em tặng mỗi người một gói để ăn nha. Cảm ơn chị Vincent nè à. Em tặng chị thêm một gói thạch nghệ nữa về cho gia đình ăn nha. Đây là dòng thạch nghệ mắc nhất hiện nay luôn, 65.000 một gói. Và thạch nghệ này đang được vợ chồng Đoàn Băng Di á chị. Đoàn Di Băng xin lỗi. Bạn đó bạn đang PR cho sản phẩm này rất là mạnh luôn nha, tại vì mua về dùng và thấy là ăn quá ngon quá tốt. Và trong dịch đó, thằng này chính là sản phẩm tăng sức đề kháng và kháng viêm cho mình, kháng viêm cho mình đỡ bị bệnh nha, cho mình đỡ bị viêm nhiễm những cái con virus trong người á. Đấy thì sản phẩm này cực kỳ hot vào mùa dịch, thì hiện tại nó là một trong những dòng nghệ nano mắc nhất trên thị trường nha. Rồi cảm ơn chị Vincent, chị là người đầu tiên được tặng một gói. Rồi các chị ơi mình chốt cái này đi ạ. À, chốt nhanh cho em nha. Giảm mỡ, thải độc để cho mình làm đẹp mình ăn Tết. Ok, mã 1A, mã 1B qua nha mấy chế. Xịt khử khuẩn giày còn không MV, chị mua dùng mà ai cũng hỏi khen vì mùa mưa giày về xịt khử mùi nhanh khô thoáng. À, cảm ơn chị Vinh Sen Vinh nha, một feedback rất là dễ thương luôn, hay quá. Feedback về khử mùi dài, cái món này là em rất ít bán. Còn á chị, em lên cho mình luôn nha. Bây giờ tặng quà cho chị Vinh Sen trước. Đây chị Vinh Sen ơi, 10 cái feedback là nhận được nguyên một hộp này luôn nè. Về cả nhà cùng ăn, một hộp này là hơn 700 nghìn. Em tặng nha. Rồi xịt khử mùi dày chị Vinh Sen Vinh nhắc đây. Cái này mình đang sale khoảng 150 một chai đúng không? Cái này còn mấy chai? 6 chai các chị. 6 chai. Em còn 6 chai xịt khử mùi dày mà chị Vincent nói nha. Đây là hàng Nhật Bản, Made in China nha các chị, nhưng mà hàng Nhật Bản, toàn bộ là tiếng Nhật hết. Trăm Cái này là 250 một chai, đang sale gọn 150 nha. Rồi ai đang có vấn đề về giày hôi nè, chân hôi thì mọi người xịt cho em. Này mã này của Nhật, các chị comment lên cho em là xịt khử mùi dày hoặc là xịt dày. Comment khử dày nha, xịt dày cũng được. 150 à. Để em đi ra đây cái này quên. Em đang like như vậy nè, các chị ai có nhu cầu sale cái món gì á, mọi người có thể gửi lên đây luôn nha. Rồi em sẽ sale cho mọi người luôn, tại vì Black Friday đây, em sẽ ưu tiên cho các chị nha, em sẽ ưu Chị tiên cho các chị. Vinh Sen Rồi chốt cho chị Vincent hai chai hai màu khác nhau nha các chị, hai chai hai màu khác nhau. Cái chai màu xanh này nó có chữ AG cộng nè các chị thấy không? AG cộng là một trong những thành phần bạc mà kháng khuẩn ai cũng biết. Cái này là một cái hoạt chất rất là gọi là rất là thông dụng rồi nha, ai cũng biết luôn. Thì trong hai chai này đều có nha, trong hai chai này đều có hết, nên ra là khi các chị xịt vào á nó khử khuẩn, khử cái mùi hôi rất là hay luôn. Có 150 một chai à, xài bao quét nhà luôn các chị. Chị sang Nguyễn lấy một xịt dày. Xịt dày em có 6 chai thôi nha, mọi người chốt nhanh giùm em ha. Rồi tiếp theo là mã số 2, lên cho chị cái bill đi bác. Chị Hiền đổ lấy một xịt dày. Rồi em đưa xịt dày cho chị chốt. Rồi em chốt xịt dày cho mấy chế nha, mỗi người một chai. À, tổng bao nhiêu rồi bác? 4 chai. Tổng 4 chai rồi các chị. Bạn còn ở đây 3 chai nữa nè, ai lấy nữa nhắn luôn. Chị Thành Lê hai xịt dày. Chị Thành Lê hai xịt dày. Rồi còn một chai xịt dày cuối cùng. Lăn nách còn không tin. Lăn nách còn luôn nha chế. Còn một chai xịt dày cuối cùng 150, ai lấy nữa nhắn cho em luôn ạ. Ủa cái bộ vi kim của chị đâu rồi, sao không lên nha chị? Mã 2, bill vi kim nè, mã 2. Có lấy cho mày không? Không thấy. Không lấy gì, lấy cái bộ trên đó đi. Lấy bộ vi kim xuống. Rồi mã 2 lên cho mọi người nha. Mã 2 là bộ vi kim, hồi nãy chị Bùi Thương có khen là hôm nay da của Vi á, càng ngày càng sáng, càng căng. Đó là nhờ em bill nha các chị, đây là một dòng bill vi kim tảo biển. Nó giống như gọi là vi kim vậy đó. Mình dùng từ bill nhưng thật ra nó là vi kim nha. Nên các chị khi mà dùng cái kim này nè, đưa vào trong da thì giống như các chị đi phi kim hoặc lăn kim bên ngoài.
Nhưng mà thường mà phi với lăn á thì mình phải dùng rất là nhiều cái thao tác. Ví dụ như mình phải khử khuẩn nè, rồi mình còn phải biết cách để mình lăn. Còn cái này là một dạng kim nhỏ mịn và mình có thể thao tác tại nhà. Em Nên khó các chị thế chỉ cần nào massage nhẹ trên mặt giống như tẩy tế bào không? chết nha, làm cho em 15 phút. Thì cái này nó sẽ có tác dụng là len vào sâu dưới da, nó tạo những cái vết cắt nhỏ. Tạo những cái vết cắt rất là nhỏ để nó mở cái đường hở trên da của mình đó, nó đẩy dưỡng chất vào trong. Trong quá trình mình làm là mình bôi cái dưỡng chất trong đây các chị, nó có hai thứ nha. Một cặp của nó là sẽ gồm có một cái lọ vi kim bột tảo. Cứng quá, mở không ra. Đây các chị nhìn giùm em nha, một cặp của nó là sẽ có một bộ bột nè, với lại một chai dung môi. Thì cái này em đã có hướng dẫn sử dụng rồi, một cặp này xài được 2 lần luôn nha. Mình về mình cứ chia cho em nửa cái tảo này ra, nửa cái bột này ra, với lại nửa cái ống này, mình mix chung với nhau rồi mình massage trên mặt mình 15 phút. Massage xong thì mình sẽ đắp mặt nạ, thì mặt nạ em sẽ tặng cho mọi người đắp luôn. Sau đó thì 24 tiếng đồng hồ đầu tiên á, thì mọi người cứ nhỏ tế bào gốc liên tục giùm em, và tế bào gốc em cũng tặng cho mọi người luôn. Bé cho chị cái chai tế bào gốc tế bào gốc H1 có lên được chị. trong đây luôn. Đây các chị, da mình nhờ căng bóng là tại do trong vòng 24 tiếng đầu tiên là em bôi cái này nha. Đây là tế bào gốc mà các chị nhìn giùm em cái hàm lượng của nó nè. Chứa ở đây 10.000 BBM liều collagen và elastin để đưa vào trong da, nên khi các chị bôi xong á, cái da của mình nó rất là láng. Sau lột nha, 3 ngày sau nó sẽ lột. Nó lột bong bong li ti chứ nó không có lột nhiều đâu. Do em hôm bữa em massage nhiều và nặng tay á, thì nó sẽ lột rất là sâu. Nhưng mà nó lột theo từng miếng, từng miếng, từng miếng da như vậy ra nè. Cái miếng da đó nó cũng mỏng rồi, nó không quá dày ha. Nói chung là nó lột mà nhẹ nhàng lắm. Sau khi nó lột sạch cái lớp bì á, cái lớp sừng già trên da của mình, thì nó sẽ trả lại cho mình một làn da sáng hơn, mịn hơn và căng bóng hơn. Và gần như lỗ chân lông của các chị biến mất luôn nha. Thì hôm nay em vẫn tiếp tục tặng quà cho các chị luôn. Nên những chị nào mà mình đang muốn vi kim á, thì mình làm cho em. Đây, mã số 2, một cặp bill này là 950. Em Vi sẽ tặng luôn cho mọi người một ống tế bào gốc như thế này, trị giá 400 nghìn nha. Kèm theo một cái mặt nạ B5, mặt nạ phục hồi sau khi mình bill xong, để ở nhà mình tự làm. Và chị nào mà mình mua cái sản phẩm này nè, bên em sẽ gửi cho cái link hướng dẫn để mình coi cái cách mình bill. Cực kỳ đơn giản nha mấy chế, rất dễ làm. Rồi, mọi người chốt cho em mã 2 nha. Thì bên xe lấy một lăn à, lăn nách mua bên em không bị dị ứng, không bị bí lỗ chân lông, nên chị mua cho cả nhà xài. Hay quá chị ơi, lăn nách đúng không? Lăn nách là lấy cái nào? Chắc lăn đá khoái mình kiểu à. Là cái nào? Lấy cho chị cái lăn đá đi. Đây. Có phải là chị Vincent hỏi em cái này không? Lăn đá này nè. Khách nhà em mua xong là phản hồi ngay lập tức luôn. Các chị nào xài xong mà mình thấy ưng cái gì á, trong like của em mình cho feedback để em gửi tặng quà nha. Em cảm ơn chị Vincent. Một cái feedback nữa là ba cái feedback. Quá tuyệt vời luôn. Rồi còn cái chai lăn nách này nè. Có phải là chị nói chai lăn này không? Lăn đá khoáng của Nhật. Mã này á, là thống trị ở trên thị trường Nhật có chị hơn 10 năm nha. Không có sản phẩm nào mà qua khỏi nó hết. Em này vừa làm sáng nách, vừa khử mùi nách luôn nha. Bé ơi, cái này sale còn nhiêu vậy? À, chồng em béo bụng lâu năm mà em cho uống 2 viên để tóc nhà chị Vi, uống 4 tiếng bắt đầu đi ngoài luôn, và trong ngày đó đi 5-6 lần luôn. Chính xác luôn em ơi, đi nhiều như vậy nhưng mà có hiệu quả không? Em Bùi Thương ơi, cho chị xin một cái câu gì đó nó hiệu quả hơn một chút nữa nha, để chị tặng quà cho em. Đối với những người mà bụng béo lâu năm mà bụng mỡ, bụng bia á các chị, là mấy anh trẻ tới ngày cái đi ăn ngoài nè, tích tụ rất là nhiều độc tố trong cái dạ dày của mình á, thì mấy ổng sẽ phải đi nhiều lần, đi chừng nào hết thì thôi nha. Và đi nhiều như vậy trong ngày thì mọi người cứ nên cho uống nước nhiều một chút để tránh tình trạng bị mất nước. Còn đi sạch rồi á, thì cái cơ thể mình rất khỏe, và sau này khi mình ăn uống á, mình hấp thu rất là tốt các chị nha. Nó hấp thu tốt thì nó trao đổi chất tốt, nó làm cho cơ thể mình khỏe lên, và mình sẽ tránh được những cái bệnh liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột nha. Rồi, ở dạ dày là gọi là cơ quan sức khỏe thứ hai của chúng ta các chị. Dạ dày phản ánh được cái sức khỏe của mình nha. Dạ dày mình khỏe thì cơ thể mình nó mới khỏe. Rồi, hay quá chị Bùi Thương ơi, em gửi tặng luôn nha. Em gửi tặng luôn. Nhớ cho em xin vài dòng feedback nào đó nó nghe nó tuyệt vời hơn nữa nha. Đây,
Cảm ơn chị gửi tặng thêm một gói nữa. Lăng khử mùi 260. Rồi, lăng khử mùi này chị Vinh xem bảo nè. Mã này là 260. Sale còn nhiêu? 220. Bên em đang sale còn 220 một cái lăng. Một cái lăng này các chị lăng 3 tháng mới hết nha. Và xin thưa là vì nó là lăng đá, nó rất là khô thoáng nên các chị lăn xong á, nách mình không có hề ướt, không có hề bị dính dấp khó chịu, nó khô liền. Và chính nhờ nó khô liền như vậy nè, nó không có làm cho mình bị thâm, bị ố vàng nách nha, không bị dính áo, không bị ố nách, không bị ố cái áo luôn. Và cái nách của mình nó cũng sẽ không có bị thâm. Còn thường mấy chị mà bị thâm nách á, là do mình lăn hoặc là mình dùng sáp, mình bôi lên xong cái mình không chịu để khô mà mình mặc quần áo liền, hoặc là mình cạ sát nó vậy nè, lâu ngày nó sẽ bị thâm đen luôn các chị. Cái thằng này bôi vô cái khô liền nha, và nó còn có chức năng làm mình sáng quần nách đá, nên là mình bôi cái này cho em thì nó sẽ khử mùi rất là tốt và làm sáng da quần nách luôn nha. Rồi chốt cho chị Vinh xem hai cái lăn nách luôn. Ok chế, bà hỏi cái gì là bà mua cái đó, bà rất là dễ thương. Cảm ơn chị Vinh Sen nha. Rồi bây giờ nói là cái bill nè các chị, bill vi kim này nè, một cặp mình sẽ sử dụng được 2 lần, được chưa ạ? Cặp mình sử dụng được 2 lần nên các chị có thể rủ chị em trong nhà cùng mua chung nha. Rồi thì khi mà mình mua một cặp này, em sẽ tặng cho một chai tế bào gốc. Còn chị nào mà mua chung để xài á, thì hôm nay các chị có thể mua riêng một chai tế bào gốc này, em bán sale cho các chị 390 á. Em sale cho mấy chị còn 290.000 một lọ, được chưa? Để về nhà mình bôi 390 mà sale 290 là sale giả mang luôn các chế nha. Đây, nói nhỏ thôi, không dám nói lớn. Ai lấy tế bào gốc thì comment cho em là tế bào gốc. Tế bào gốc có chứa đầy collagen và elastin để làm căng, làm săn chắc, làm trẻ hóa làn da của chúng ta nha. Và nhìn cái da của em được như vậy là nhờ em build nè. Em build được đây là chắc hơn 2 tuần rồi phải không mấy đứa? Em build được hơn 2 tuần rồi đó mấy chị nha. Và nó thay da liên tục luôn, nên da mình lúc nào nhìn cũng mịn, cũng mướt. Và gần như lỗ chân lông của em mất tiêu luôn mới chết. Da nhìn rất là căng ha. Nói chung là mạnh dạn làm đi, đừng ngại. Cái này rất là dễ dùng, không khó nha. Và khi mình về mình xài á, các chị thấy nền da của chị lột xác, thay đổi một cách ngoạn mục, thì lúc đó sẽ quay lại cảm ơn em nha. Một cái dòng build vi kim tạo biển rất mịn, siêu nhỏ, không gây sót rét gì trên da nhiều đâu các chị. Mình chà sát nhẹ nhàng như mình tẩy tế bào chết dạng hạt thôi nha. Mua một bill rồi tặng cái gì vậy chị? Mua một bill là tặng một cái B5 nè nha, tặng một cái mặt nạ phục hồi. Sau khi bill xong là đắp liền cho em mặt nạ luôn, đắp trực tiếp lên cái lớp tảo luôn, không rửa mặt lại nha, đắp trực tiếp luôn. Đắp xong rồi các chị sao ạ? Đắp xong các chị có thể để nguyên cái này trên da, hoặc là các chị rửa mặt lại với nước tùy. Nhưng mà nhà em là em đắp xong nha, em chỉ lấy nước á, bông với nước em lau sơ. Sau đó là em bắt đầu dập tế bào gốc vô. Đây, tế bào gốc này 390, sale khoảng 290 một chai nha. Trời, em này xài là siêu căng, siêu mịn luôn. Đây là hàng dược mỹ phẩm, được bán trong các spa nha các chị. Siêu đắt luôn á. Tế bào gốc này siêu cô đặc nè, siêu đắt. Còn chị nào ở nhà mà có máy điện di á, điện di mà hoặc là mấy cái máy mà nóng lạnh đó các chị, bôi cái này xong dùng máy đó áp lên cho em khoảng 5 phút, các chị sẽ cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn luôn nha. Rất là săn chắc và căng mịn da. Rồi, mã 2 qua nha mọi người. Mã 2 này em đã like rồi, cái này là em chỉ like lại cho các chị tự tin để làm da thôi. Mã 3 này mới hấp dẫn nè. Đây, mã 3 dành cho mấy chế da dầu mụn, da rất là yếu, da cần được phục hồi. Cái mã rau má này là mã phục hồi kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt nha. Rau má là một trong những thần dược dành cho những bạn mà da dầu mụn ha. Và rau má là một trong những cái thảo dược thiên nhiên rất là phổ biến, nhưng mà rất là hiệu quả trên những cái làn da có nhiều dầu nha, da nhiều tổn thương ấy, hoặc là da các chị muốn phục hồi, da các chị muốn cấp ẩm vẫn sử dụng được. Mà quan trọng là mã này nó đang sale các chị. Mã này sale một cách khủng khiếp luôn nha. Một hộp mặt nạ khoảng đâu đó 400-500 nghìn. Hôm nay sale cho mấy chị nè, mã số 3 còn có 110 nghìn cho một hộp 10 miếng. Chốt lẹ tay cho em nha. Mã này chốt cho mọi người được 20 hộp. Mã 3
mã mặt nạ rau má của Hàn Quốc ạ. Và đắt thì thôi, xa khủng khiếp nè. Mọi người nhìn giùm em ha, đắt năm 2023 mà nó rơi vào tháng ngày 4 tây tháng 10 năm 2023 để cho các chị dùng chưa? 4 tháng 10 cho năm sau á. Xài bét nhà luôn, một hộp 10 miếng 110 nghìn. Rồi chốt liền giùm em nha, ai da mụn nè, da dầu nè, da đang bị tổn thương, da nhạy cảm. Da nhạy cảm là da bị dị ứng với thời tiết á. Đụng vô cái gì cũng ngứa, thậm chí dính nước mưa về cũng ngứa nữa. Đó. Rồi da các chị chỉ cần đi nắng, đi mưa một xíu về là bắt đầu nó sót, nó lăn tăn như kiến bò nha. Thì mình đắp cái này cho em, nó sẽ giúp mình phục hồi cái nền da mình lại. Rồi chốt liền nha, mã 3, mã 3 đi các chị ơi. Ai vô sau thì nhớ cho em xin một lượt chia sẻ like để được free ship cho tất cả các món ngày hôm nay. Và đồng thời là mình comment cho em là tặng kem chống nắng nha. Cho em xin 5 lượt chia sẻ lên 5 cái hội nhóm khác nhau và comment tặng kem chống nắng. Em tặng cho một tuyết kem chống nắng mini 70 nghìn. Và cái dòng kem chống nắng mini này các chị sẽ cực kỳ cần thiết để mình xài sau bill. Cái bill hồi nãy em bán cho mọi người mã 2 đó. Được chưa? Sau mã 2 đó thì mọi người bill xong khoảng 3 4 ngày sau mọi người có thể skin care lại bình thường. Thì sau 3 ngày là mình bắt đầu sử dụng cho em dòng kem chống nắng này nha. Trong vòng 1 tuần là phải xài những cái dòng kem chống nắng mà gọi là đặc trị. Kem chống nắng chuyên biệt dành cho da xâm lấn. Đấy thì mình xài cho em cái dòng đó, 70 ngàn tiếp em tặng. Rồi mã 3 chốt cho em nha. Em qua luôn. 10 miếng luôn nha các chị, một hộp 10 miếng. Tiếp theo đó là combo Vili. Cho chị combo Vili xuống đi. Và em lại tiếp tục uống Vili cho mọi người coi. Hôm nay em về được một mớ hàng ở trên kệ nhà em nè, sau lưng nè, các chị thấy không? Em lấy hộp nguyên đi rồi em chị cho sinh chị. Nhật lớp mã 3. Rồi, ai mà vào coi like của em thì nhớ chốt mã 3 nha. Mã 3 là mã mặt nạ rau má. Làm dịu, phục hồi, kháng viêm, kháng khuẩn trên da của mình. Nói chung rau má làm được hết á. Rau má là một trong những sản phẩm dành cho da dầu mụn cực kỳ hiệu quả nha. Rồi. Bộ 3 Vili nha các chị, mua một combo bộ 3 này á, là 3.688.000. Giá gốc của nó là 3.924.000 nha. Quên nữa, quên để ra đây pha cho mấy chị coi để uống. Bộ 3 này sẽ cung cấp được cho mình 160 loại dưỡng chất khác nhau cho cơ thể. Đây là một bộ 3 mà duy nhất trên thế giới được công nhận là có thể cấp được 160 loại dưỡng chất. Không phải thực phẩm chức năng nào cũng làm được đâu nha các chị. Mình mua vitamin tổng hợp cao lắm là em nói thiệt, được 40 chất là hết mức. Mỗi một gói như vậy là nó có hơn 50 chất. Và khi nó cộng lại ba gói này vô chung thì nó sẽ có hơn 160 loại dưỡng chất khác nhau. Mà thành phần trong đây toàn bộ là thành phần thiên nhiên, thực vật, rau, củ, quả, trái cây. Gọi là thực vật thiên nhiên 100%. Những người ăn chay chùa người ta vẫn ăn được luôn nha. Và 160 loại dưỡng chất này sẽ nuôi dưỡng được 70.000 tỷ tế bào sống trong cơ thể chúng ta để cho nó trở nên khỏe mạnh. Thì lúc này nó sẽ nâng tổng trạng cơ thể mình lên thành một cái cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, để nó sẽ tự chữa lành bệnh. Có bệnh gì trong người mà các chị chạy thầy chạy thuốc 10 năm, 20 năm không hết thì cứ việc tìm đến cái bộ này uống. Chẳng qua là do cơ thể mình bị thiếu hụt dưỡng chất nha. Mình ăn uống mỗi ngày á, nó sẽ bị thiếu chất này thiếu chất nọ. Và càng lớn tuổi thì sẽ càng thiếu chất nhiều. Tại vì các chị để ý đi, người già răng họ yếu, bao tử họ cũng yếu, họ ăn uống không có được. Cho dù họ có ăn được họ cũng sẽ hấp thu không nổi. Răng yếu thì nhai không kỹ, nuốt đại, đúng không? Nuốt đại thì bao tử làm việc cũng không nổi, hấp thu đâu có được nhiều đâu. Thì cuối cùng lại là càng ngày càng thiếu chất. Thì càng thiếu chất thì nó sẽ càng ra nhiều cái bệnh. Đấy thì giờ mình uống cái này nè, giống như là một loại vitamin tổng hợp nha. Nó đẩy hết dưỡng chất vào trong cơ thể mình luôn. Một ngày mình uống cái này là mình sẽ ngừa được rất là nhiều loại bệnh. Và chủ yếu là để cho mình khỏe nha. Rồi bây giờ em uống cho mọi người coi. Nó có vị chua, ngọt, rất là thơm. Và tưởng tượng như mấy chị uống một ly nước ép tổng hợp và trong đó có lựu nè.
Các chị sẽ biết lựu là nó có rất là nhiều chất chống oxy hóa, và uống lựu lâu ngày á thì sao ạ? Cơ thể mình rất là trẻ hóa luôn, và trong đây nó có một cái thành phần giống như lựu vậy đó. Đó chính là coenzyme Q10. Sản phẩm này là chất chống oxy hóa mạnh nhất hiện nay và được tìm thấy vào năm 1931 và đạt được giải Nobel về hoạt chất, về sinh hóa luôn các chị nha. Cái người tìm thấy nó được giải Nobel năm 1931 tại Đức, tìm ra được cái hoạt chất coenzyme Q10 và họ chứng minh được coenzyme Q10 là một chất chống oxy hóa cực mạnh. Để làm gì các chị? Để chống lão hóa cho cơ thể chúng ta và để tăng năng lượng cho tất cả các tế bào trong cơ thể của mình. Thì khi mà mình uống coenzyme Q10 một thời gian á, các chị sẽ thấy người mình nó có rất là nhiều năng lượng. Mình khỏe, mình mạnh, mình tập trung và mình sảng khoái hơn rất là nhiều. Chính vì vậy khi mà các chị uống cái billy này vô á, một tí xíu sau khoảng 10 phút mình phản ứng trên cơ thể xong thì mình sẽ thấy người mình rất là khỏe nha. Bừng sức sống, tinh thần phơi phới. Y như kiểu mà cái cây mà khô mà được tưới nước cái nó bừng sức sống lên, cái nó hoa nó nở một cách tươi thắm vậy đó. Là em uống vô em cảm nhận được như vậy ha. Và mình uống mỗi ngày cái này á, nó cũng làm cho mình trẻ hóa từ bên trong nha mọi người. Chất chống oxy hóa. Em đã uống xong trong một ly. Mọi người uống nhanh nha. Cái này pha xong á, mình uống trong vòng 5 phút. Đừng uống quá lâu, cái oxy nó sẽ bị tan ngoài không khí thì nó mất tác dụng. Em uống cái VOC này á, mục đích là để làm gì ạ? Có hai cái quan trọng cơ bản nhất mà của VOC em rất thích. Cái đầu tiên là bơm oxy vào trong cơ thể để nuôi sống các tế bào nha, để làm cho các tế bào của mình nó khỏe mạnh. Cái thứ hai nữa là nó tạo cho mình cái môi trường kềm hóa trong cơ thể, nó đẩy nhiệt độ của mình lên trên 36 độ 5. Thì tại cái môi trường này nó sẽ không thể nào sinh ra được tế bào ung thư, là những cái tế bào không lành tính á. Những cái tế bào không lành tính nó sẽ sống trong môi trường yếm khí, là môi trường mà thiếu không khí sẽ là cái môi trường nuôi dưỡng nó tốt nhất. Vậy thì khi mình bơm cho nó nhiều không khí, mình sục oxy vào trong các tế bào của mình thì sao? Môi trường của mình là môi trường tốt thì không bao giờ sinh ra được những tế bào không lành mạnh nha, thì nó sẽ là một trong những chất vừa chống oxy hóa vừa chống ung thư rất là ok luôn. Mình uống để ngừa ung thư. À, cái thứ hai nữa là oxy đi vào trong người mình thì sao các chị? Nó giống như một cái chổi quét, nó đi đến đâu là nó dọn thành mạch máu của mình đến đó. Thì những cái trường hợp mà bị mỡ trong máu này, máu nhiễm mỡ này, ha, thì sao nó dọn sạch cái mỡ trong máu của mình luôn, và nó sẽ phòng ngừa sự tắc nghẽn của mạch máu. Đấy, những người mà có những cái chỗ mà tắc nghẽn nhỏ, mình không tìm thấy được, mình không đi soi được, mình không có thể nào mình đi chụp cắt lớp, mình chụp cũng không thấy nữa, tại vì những cái mạch nó quá nhỏ, mà nhiều mạch nhỏ như vậy nó bị tắc á, thì nó cũng làm cho mình sao đau đầu, khó ngủ, trằn trọc. Thì những cái triệu chứng này nha là của những người lớn tuổi, người ta bị rất nhiều và thể hiện rõ nhất một thời gian sau người ta sẽ bị tê bì tay chân, có nghĩa là máu người ta lưu thông không có tốt, nó không có đến được cái nơi cần đến. Thì tắc lâu ngày thì sao? Cơ thể mình nó vừa mệt mỏi nè, vừa ngủ ngắn ngủ dài, nó không có đều giấc, đau đầu nhức mỏi các kiểu luôn á. Sau đó bắt đầu nó mới hình thành cục máu đông bự. Thì đến khi nó hình thành cục máu đông thì mình rất dễ dẫn tới đột quỵ. Thì cái thằng này có tác dụng là đi vào trong cơ thể mình để quét dọn hết những cái chỗ mà mình bị tắc nghẽn. Vậy thì nó sẽ ngừa được hai cái bệnh đầu tiên, đó là bệnh tai biến và bệnh ung thư nha. Đó là chính vì vậy mà em rất là thích VOC cũng như là nguyên cái bộ combo Vili này nha. Thì hôm nay mọi người mua, mọi người sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt nè. Đó là em vừa mới săn được 5 bộ của hãng và em được tặng 5 cái ly lắc. Hôm nay em sẽ tặng cho mọi người luôn. Cho chị cái ly đi. Cho 5 gói xăm nữa. 3.924.000 nha, khi mua một bộ combo như thế này. Nè. Nãy giờ nói quá trời mà không có trường cái mặt của nó lên cho mọi người coi. Để em kê lên cho các chị thấy. Đây ha. Một bộ 3 của nó gồm có 3 hộp như thế này thì giá của nó là 3.924.000. Đang sale còn 3.688.
Và đặc biệt là các chị mua ngày hôm nay á, thì mọi người sẽ được tặng cho một cái ly lắc của hãng Vili luôn nha. Cái bình lắc này là của hãng, người ta thiết kế cho mọi người để mọi người uống đấy. Mà cái bình lắc này thì đặc biệt nè, nó có cái chỗ để uống cho mọi người luôn, vừa lắc vừa uống ha. Rồi đồng thời em sẽ tặng cho các chị thêm 5 gói sâm hòa tan của Canada nữa. Cái bột sâm này là rất là bổ thận và giúp cho mình ngủ ngon nha. Vừa bổ cường thận đó các chị, bổ thận cường thận mà còn giúp cho mình ngủ ngon nữa. Đây ha, em tặng cho mọi người luôn. Thì bộ 3 combo Vili này các chị sẽ chốt cho em là mã 4. Còn chị nào mà muốn uống thử VUC để mà mình ngừa tai biến thôi á, và mình coi thử thôi, khi nó đi vào cơ thể mình nó sẽ đỏ ở vùng nào thì nó sẽ báo hiện cho mình biết là mình bệnh chỗ đó, thì mình sẽ chốt cho em 2 gói VUC và 2 gói nhỏ này nè. 2 gói này là 99.000. Chị nào mua được 5 gói là 250 một gói nha, 250 cho một set. Uống 5 ngày. Ngày đầu tiên mình uống vô mình sẽ thấy cơ thể mình nó hoạt hóa rất là mạnh luôn nha. Nó nổi đỏ và nó sần và thậm chí là nó nóng, nó ngứa cái chỗ đó. Chỗ nào mình bị đỏ là chỗ đó mình đang bị tắc nghẽn và mình đang có vấn đề về bệnh ha, đang có vấn đề về bệnh lý á các chị. Rồi chị nào mà mua được combo 7 ngày uống, có nghĩa là mua cho em cái combo này nè, thay vì mua 3 hộp nhưng mà mình thấy mắc tiền quá mình mua không được, thì mình mua 7 ngày uống là mình sẽ có bao nhiêu? 21 gói. Giá của nó sẽ là 1.050.000 nha. Chốt cho em mã 4. Rồi, ok mọi người, em qua cái này nha. Hàng này bị đứt 2 tuần nay mới về lại, nên ai đang chờ đợi thì em sẽ giao liền. Còn chị nào mà đang có vấn đề mà muốn mua thì phải chốt nhanh nha. Tại vì cái này số lượng nó cực ít, nó không có nhiều. Bộ 3 combo Vili này sẽ được sản xuất theo công nghệ tế bào sinh học của Đức và được sản xuất tại Malaysia các chị nha. Và đắt của nó là rất là xa luôn. Để em coi cái đã. Em coi đắt cái em báo cho mọi người. Chị Bùi Thương mã 4. Đắt của nó đến tháng 5 năm 2024 nha. Và cái này nè, bên cái đội Vili này sẽ có rất là nhiều bác sĩ nè, thạc sĩ nè, dược sĩ nữa. Người ta tham gia vào. Khi mà các chị có vấn đề về bệnh á, mình chỉ cần cho em xin một cái profile, trong đó mình khai tên, tuổi nha, rồi bệnh lý của mình, rồi thuốc mình đang dùng và mình mong muốn cải thiện gì khi mình uống Vili, thì người ta sẽ cho mình một cái phác đồ uống sáng trưa chiều để mình uống cho nó gọi là sao ạ, cho nó phù hợp nhất. Còn em đang cho mọi người cách uống là một ngày uống có một liều như vậy thôi, là cho một cái cơ thể rất là bình thường, một cái trọng lượng cũng rất là bình thường nha. Và em còn trẻ nữa, em chưa có quá nhiều bệnh lý. Còn ví dụ như cha mẹ mình đi, người mà như vừa rồi á, em có nhận được một cái tin nhắn của một bạn, hình như là em thương luôn, Bùi Thương ấy. Em thương cũng hỏi em là tình trạng ba em đó đang là 80 mấy tuổi. Thì đối với người lớn tuổi mà nhiều bệnh nền đó, thì bác sĩ sẽ cho một cái phát đồ uống một ngày, các chị biết không? Một ngày uống 3 combo này luôn nè. Uống 3 combo này trong một ngày. Và mình phải chia nhỏ liều ra mình uống. Nhưng mà riêng cái oxy này nè, là mình sẽ uống một ngày một gói đến hai gói thôi, không uống nhiều. Còn lại những cái này là mình uống thoải mái. Trong hai cái gói này là hai cái gói liên quan đến đường ruột và liên quan đến hệ xương khớp của mình nha. Nên các chị có bệnh lý gì mình phải uống cho đúng cái liều đó vô thì nó mới có thể cải thiện được cái vấn đề bệnh của mình. Rồi chị Hạnh Quân Kiều, một set Vili 99k. 99k là hai gói VOC nha chị, hai gói VOC. Đây nè, hai gói VOC là cái này nè các chị. Em bán lẻ một gói là 55.000 nha. Mua trong like của em hai gói là 99k. Rồi, uống VOC vô là sẽ thấy rõ nhất nha. Cơ thể mình nó sẽ đỏ, nó sẽ ngứa. Nãy giờ trong người em không có một cái dấu hiệu gì hết. Không có dấu hiệu gì hết. Do em uống được hơn một tháng rồi. Đến nay chắc là một tháng rưỡi rồi đó mọi người. Em uống hơn một tháng rưỡi và em uống vào cái giấc trưa là lúc mà cơ thể của em nó có nhiều dưỡng chất, no rồi. Nó không có phản ứng nhiều. Mọi người uống vào buổi sáng trước khi mọi người ăn á, vừa ngủ dậy nha. Súc miệng rửa mặt gì xong nó đánh răng xong mấy chị lấy một gói VOC ra uống cho em. Uống xong vô đến đâu là nghe bừng bừng đến đó. Nó nóng, nó đỏ, nó ngứa nha. Và chỗ nào mình đỏ mình ngứa là chỗ đó mình lên bệnh. Được chưa ạ? Rồi bây giờ em qua nha. Nãy giờ quá dài quá lâu luôn, mới có 4 mã thôi. Bây giờ là tất cả những mã sau là những mã rất hot luôn. Nên mọi người tập trung chú ý. Giảm máy lạnh lại giùm chị xíu đi, đang lạnh quá. Giờ lên cho mọi người mã son lăn cơm nha. Mã này em mới về luôn.
Đây. Một cái mã son lăn cơm mà em mua sale, các chị mua được mấy chục thỏi á. Hôm nay chị nào mà coi like của em là hời cái cây son này nè nha. Son lăn cơm á thì giá đâu đó khoảng 800-900 nghìn cho một cây á, không có rẻ đâu. Giống như cây son này nè, giống như cây son gu mà em đang sử dụng á, bán tại store của nó là 1 triệu. Đây ha, hôm nay mình sẽ có một cây son lăn cơm màu đỏ, đẹp ơi là đẹp luôn rồi. Nhìn cái chất son là biết rồi nè các chị, vừa bóng vừa mịn thì lên môi mình nó sẽ không có bị khô môi nha, và siêu lì nữa. Rồi một cây son ngày hôm nay lên cho em mã 5 nha, 290 ngàn cho một cây son lăn cơm. Em test màu cho mấy chị coi luôn, khui xài luôn các chị nha. Mọi người thấy đánh lên rồi, cái môi mình nó rất là bóng. Cái mùi của cây son này các chị. Chị Lan Nguyễn Hương ơi, ghi mã 4 giùm em nha chị. Chị Kiều ơi, ghi mã 4 giùm em nha. Son là lên cho em mã 5 mọi người. Màu son này lên rất là tươi, nó làm cho mặt mình nhìn tươi hơn một chút. Cái môi mình rất là bóng nè, mịn. Và cái mùi của cây son rất là thơm, thơm phức luôn. Dính cái mũi. Thơm mà thơm cái mùi của dầu á, tinh dầu các chị, nên nghe rất là dễ chịu ha. Rồi mọi người nhìn cái thỏi son này, rất bóng, rất mịn nè. Đấy. Đã không? 290 ngàn. Ôi mẹ ơi, chốt liền cho em. Chốt. Đây, còn đây là cây son gu nha. Cái độ bóng nó không bằng luôn các chị. Mã son này nè. Son này cũng rất là mềm và mịn, mà độ bóng của cây son này nó không bằng cái cây lăn cơm. Đấy. Và mọi người chốt cho em son lăn cơm nha. Một thỏi như thế này. Dòng này là dòng sai. Dòng sai là dòng bóng đó, bóng môi. Đây, thấy cái môi em không? Bóng mịn đẹp. Rồi chốt cái son nha, 290 ngàn, mã 5. Son này các chị đem làm quà tặng cũng rất là sang luôn. Chị Lan một set V-Line 99. Rồi tiếp theo là mua cây son rồi thì sẽ có cây kẻ mắt. Cây kẻ mắt này là 100 mấy á, em đang sale còn có 90 ngàn cho một cây thôi. Và mọi người sẽ nhìn thấy cái con mắt của MV là đang vẽ cái cây kẻ mắt này nè nha. Cách vẽ thì nó rất là đơn giản luôn, không mất khó, nhưng mà nó làm cho cái đuôi mắt mình nhìn dài hơn một chút, nhìn long lanh hơn một chút. Mọi người thấy không ạ? Đây, mọi người chỉ cần vẽ sết lên cho em vậy thôi. Vì khi mà mình chớp mắt á, mình nói chuyện á, mình thấy con mắt mình đây nè, cái đuôi nó cong cong, mình cười á, con mắt mình nhìn nó tươi hơn, nhìn nó sáng hơn nha. Rồi cây kẻ mắt. Đây cái đầu kẻ mắt nè, 90 ngàn một cây cho các chị. 90 ngàn một cây ha. Cái đuôi mắt bên trái á, em vẽ nó hơi bị ngắn hơn so với đuôi mắt bên phải. Giờ sẵn đây vẽ luôn mọi người. Để cho chị cái gương đi. Em bị cận, em không có sát cái màn hình được. Em làm hồi mắt em nó lay luôn. Có xeo dài mi không em? Dài mi mình còn em không vậy bác? Hết dài mi em hết hàng rồi chứ ơi. Dài mi là bị chế, bị hết hàng rồi, bị cháy hàng rồi. Chị chùm ngay mã 5. Nè các chị thấy cái đầu cọ nó rất là mảnh, nên là mình chỉ cần nhắm mắt lại là mình kẻ. Đây nè. Đó, thì nó sẽ ra được cái đuôi mắt của mình ha. Ừ. Nó làm cho mắt mình nhìn ở cái khóe mắt của mình đó, nhìn nó rộng hơn. Nhìn mắt của mình nó kiểu mà ta gọi là mắt mắt phượng mày ngày á, chị mắt phượng cười khi nó cong cong lên vậy nè, nhìn mặt mình nó tươi, nó sáng lên chút. Rồi cái vẽ mắt thì rất là đơn giản, không có khó đâu ha. Còn mà muốn đậm nữa thì các chị nhắm mắt lại đây nè, các chị kể lên cho em đây nè. Nhưng mà tại vì em không có trang điểm á, nên là mình vẽ không như vậy thì nhìn nó hơi dữ, nên nãy em không có vẽ đó, mình vẽ luôn cả trên này nữa. Thì cái con mắt của mình đây nó sẽ rất là đen, nhìn cái mắt của mình, khóe mắt mình nó dày hơn nha, nó đậm hơn. Nói chung cái đầu nó rất là mảnh, dễ kẻ lắm các chế. Ok ha, ai chốt cái này thì nhắn cho em là 90 ngàn một cây kẻ mắt. Còn son thì lên cho em mã 5. À, chị nào hỏi em dài mi đúng không? Dài mi bên em có cái loại này của Nhật nè. Loại này của Nhật nè, em để sát vô cho mọi người coi tí xíu ha. Made in Japan. Cái dài mi này của Nhật. Cây này là cây dưỡng dài mi nha các chị. Bao nhiêu tiền bác?
Chờ em tí xíu nha, mã này em đang săn sale, không có lên mã nữa. Cho chị mascara lên luôn đi. Cái này là dài mi nè. Dưỡng mi này là 220 ngàn đó mấy chị nha. Dài mi 220 ngàn. Ai lấy cái này thì nhắn cho em. Alo. Ha. Dài mi của Nhật 220 ngàn. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái này là mascara nha các chị. Ủa đây. Kẻ mắt mã mấy nha chị? Kẻ mắt không có mã, mọi người lên cho em là kẻ mắt 90 ngàn. Chị Sang Nguyễn kẻ mắt, chị Hạnh Vân Kiều mẹ kẻ mắt. Kẻ mắt này 90 ngàn không có mã nha. Cái này là do hồi nãy em like em không có chuẩn bị. Em chỉ kẻ mắt xong rồi em nói em lên em like cho mọi người thôi nên em không có lên mã. Nhìn mắt em Vi nó mắc cười á. Là xưa giờ em không có kẻ mấy cái này luôn các chị nha. Hôm nay like chủ yếu là làm cho mọi người coi để mọi người thấy được cái hiệu quả của việc mà make up nó sẽ khác như thế nào. Rồi cái này là mascara ha. Mascara nè, em có hai dòng của thằng Kiss Me. Thì ở Nhật á, hãng Kiss Me là một cái hãng cực kỳ nổi tiếng trong việc mà make up. Và trong những cái dòng của Nhật luôn á thì Kiss Me nó cũng mắc nhất các chị. Mắc ở độ gì ạ? À? Độ bền, độ bám và cái độ đẹp của sản phẩm khi lên trên da của mình ha. Thì thằng Kiss Me nó làm được. Đây là mascara của nó nha. 280 ngàn một cây. Cái này sale cho mọi người còn 240 được không? Mascara nha các chị. Rồi. Này em có hai dòng luôn nè. Chị nào mà muốn mi của mình cong thì mình xài cho em cái mã này nha. Màu hồng. Còn chị nào mà muốn mi của mình á dày, đen, dày và cong thì các chị xài cho em màu tím. Cái màu tím này lên cái mi của mình nó đậm hơn. Nó dày cộng mi lên nha và nó cong vút. Còn cái này á thì nó sẽ làm cho mi mình cong nhưng mà mảnh hơn chút là màu hồng. Nha, đậm hơn thì xài màu tím, nhạt và cong thì xài cho em màu hồng. 240 một cây nha, mascara. Mascara Kiss Me 240 ngàn. Rồi chọn màu cho em nha. Màu hồng á là cong và mảnh. Còn màu tím á là cong mà đậm mày làm dày mi. Chưa? Rồi, ok qua nha. Rồi tiếp theo lên cho chị mã 6. Mã 6 là cái mã này nè. Rồi. Mã 6 là một cái mã rất hot luôn các chị. Ôi. Mọi người có nghe nói đến NMN không? Cho chị cái hộp NMN này đi. Đây bình thường em bán NMN này nè. Viên uống trẻ hóa, đảo ngược tuổi già, đảo ngược sự trẻ hóa cho mình luôn ha. Làm cho da mình nó trẻ, cho cả cơ thể mình nó trẻ. Thì bình thường em bán cái mã này là 3.000 nè. Giá của nó sẽ là 2.4 triệu một hộp. Thì bên em đang sale cái hộp này nè. Còn 1.850.000 thì phải. Coi lại giá anh chị đi. Cái hộp này là 3.000 nha. NMN liều 3.000, 1.850.000. Rồi, vậy thì mọi người nhìn giùm em NMN bên này đi. 20.000mg trong một hộp. Và trong một set này nó sẽ là hai hộp dính đôi với nhau luôn. Em khui ra cho mọi người coi chút. Đây. Các chị nhìn giùm em ha. Hai hộp là 40.000 và một hộp là 20.000. Đây. Mọi người nhìn giùm em chút xíu, cái này của cùng một công ty luôn nha. Hai cái hộp này đến cùng một công ty luôn. Và riêng cái này là sản phẩm mà nó mới vừa mở sale để mở bán. Và các chị biết không, sale gần 70%. Đây nha, em nói lại đi, một hộp này bao nhiêu ạ? Một hộp này là 2.4 triệu. Đang sale còn 1.850.000 đúng không? Có 3.000mg thôi. Cái thằng này nó là 20.000mg. Có phải là nó gấp 7 lần không? 7 lần. Thì mình nhân cái giá tiền đi. Nhân 7 mà nhân cho... Nhân 7 lần cho 2 triệu mấy, có phải là mười mấy triệu cho một hộp không? 14 triệu. 14 triệu cho một hộp. Còn cái này nha, một lốc luôn. Một lốc hai hộp luôn. Nghe giá hết hồn rồi các chị. 4.900.000. 4.900.000 cho một lốc này. Và like của em ngày hôm nay nha, áp dụng cho những chế nào có chia sẻ live stream của em, chốt cái set này chỉ có 4.500.000 thôi. Hai hộp. Hàm lượng 20.000 các chị, cao nhất hiện nay luôn. NMN nha.
để trẻ hóa cơ thể và để làm đẹp da, làm đẹp các tế bào bên trong của mình luôn. Và vừa rồi em mới nhận được một cái feedback là em gọi điện thoại em nói chuyện với bà chị của em á. Trời, bà nói với em á là bà đi làm văn phòng nha, đi làm công ty ngày nào cũng tất bật, gọi là điên cuồng luôn, xong tối về đến nhà là chỉ có muốn vật ra ngủ, không muốn làm gì hết, thậm chí là chửi chồng mắng con vì nó mới quá mệt, không muốn làm gì cả. Và cả một thời gian dài là đều bị ở trong trạng thái đó luôn. Và cái hôm mà chị kiếm em á, là chị em kêu chị uống NMN nha, và chị nhìn thấy được cái phần thông tin của em nó quá hay luôn, thì chị mua một hộp về chị uống. Có chị uống có 10 đó, 10 ngày đến 10 15 ngày á, uống vào xong là tự nhiên cả cơ thể nó khỏe, không có còn bị tình trạng vật vờ lúc về chiều nữa. Có nghĩa là đi làm về người nó vẫn rất là khỏe, không có mệt để mà nằm vật ra, rồi cái kiểu mà ai kêu cái gì cũng bực bội hết á, có nghĩa là mệt quá không muốn làm gì. Bây giờ uống vô xong 10 đến 15 ngày sau là tự nhiên cả cơ thể chị nó khỏe như vậy đó. Là không phải một mình chị uống xong quá khỏe thì chị mới cho dì của chị uống chung. Thì dì của chị này là có một cái bệnh, đó là bệnh ngứa da, gọi là giống như bệnh da liễu vậy các chị. Đi chữa trị cũng rất là nhiều năm, uống rất là nhiều thuốc, thậm chí là mua đồ bôi luôn không hết. Thì chị cho dì của chị uống vô cũng một hộp này nè, tầm khoảng một hộp là hết cả cái ngứa luôn, các chị có tin không? Không còn ngứa nữa, hết ngứa và không có bị gọi là khó chịu về da, những cái bệnh lý về da của dì á, là gần như nó hoàn toàn nó biến mất. Thì cái người dì này quá mừng, tại vì trước giờ là đi chữa trị ở rất là nhiều nơi không có hết nha. Và người lớn tuổi thì thật sự là rất là khó khuyên. Chị của em kêu uống cái này mà gọi là 3 lần 7 lượt mới chịu uống, và uống xong đúng một hộp là thấy nó thần kỳ vậy đó. Và chính chị là người quay trở lại mua 10 hộp, mua một lần 10 hộp để về nhà phát cho cả nhà cùng uống. Các chị có thấy NMN nó thần kỳ không ạ? Và có những cái trường hợp khác nữa, nhưng mà vì nó không có bằng chứng cụ thể nên em sẽ không có kể được. Nó thêm cái thành phần làm trẻ hóa từ bên trong, nên là khi mình có vấn đề gì bệnh lý á, mình đi khám cho em. Mình khám xong mình uống cái này combo 3 tháng sau mình đi kiểm tra lại, thì mình sẽ phát hiện được tất cả những cái triệu chứng của mình nó trở lại bình thường nha. Đây là một trong những sản phẩm được đạt giải Nobel và được ứng dụng trên toàn thế giới luôn. Và 2 năm trở lại đây thì NMN rất là hot nha. Đây là một trong những thần dược trẻ hóa, và không phải là trẻ hóa da, tóc móng như collagen, mà nó đảo ngược sự lão hóa bên trong cái tế bào trong cơ thể của mình. Có nghĩa là nó là một sản phẩm rất là đắt đỏ và rất là thần kỳ nha. Đây là hàng của Nhật. Đó thì giờ hôm nay mọi người có cơ hội mua với giá cực kỳ tốt luôn, thì mọi người chốt 2 hộp này, hàm lượng cao ngất ngưỡng luôn nha. Giá nó chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Các chị uống cho em 2 tháng. Và liệu trình của nó sẽ là 3 tháng, và mình duy trì trong một tuần 2-3 lần, hoặc là mình duy trì luôn cho em là nếu mà có điều kiện á, thì ngày nào mình cũng uống được, không sao hết. Tại vì cái này là cái thiếu trong cơ thể của mình. NMN là cái tồn tại trong cơ thể mình nha. Nhưng mà mình sẽ không ăn đủ, và mình sẽ bị gì ạ? Mình sẽ bị thoái hóa, mình sẽ bị giảm dần theo tuổi tác. Bây giờ mình uống vào để chi? Mình bổ sung trở lại cái liều mà cơ thể mình nó cần đó, để cho mình trẻ. Đấy. Thì mình uống được mỗi ngày luôn, mình uống được lâu dài luôn. Chỉ quan trọng cái là mình có tiền để mình uống không? Tại cái này nó cực siêu siêu mắc luôn. Các chị nhớ là đợt trước em bán cho mọi người cái hộp 18 ngàn không? 6 triệu rưỡi một hộp. Cái này 22 ngàn, mà chia đôi liều ra thì nó chỉ còn có 2 triệu 250 ngàn một hộp thôi nha. Cái này là phải chốt liền tay cho em. Qua cái mã này thì mọi người sẽ không có mua được. Lên cho em mã 6, một combo như thế này nè là 4 triệu rưỡi nha. Chị nào lấy hộp lẻ là 2 triệu 3, được chưa? Lẻ hộp là 2 triệu 3. Đây nè, lấy một lẻ hộp như thế này là 2 triệu 300 nghìn nha. Cô mua của Vi hộp NMN 18.000 giá 6 triệu rưỡi, khác loại này như thế nào? À, nó giống nhau luôn với cô, tại vì nó chỉ khác nhau về cái hàm lượng thôi nha. Cái hộp này là nó đang mở bán giảm 70% để mà mình gọi là giá chào sân á, để cho mình dùng thử. Nên nó sale như vậy nè, và con chỉ mua được có 10 set thôi, không có mua được nhiều. Hôm trước là 18.000, còn cái này là 20.000, là loại mới nhất luôn. Vừa thấy hãng mở sale là con chốt liền nha. Cái này thì một hộp mình sẽ uống được cho con là 1 tháng, 2 hộp này mình sẽ uống được 2 tháng nha. Trong đây nó là hàm lượng NMN tinh khiết,
20.000 mg mà dạng viên các chị, khủng khiếp luôn nhá. Đây là món quà mà mình có thể mua làm quà tặng được, rất sang và rất quý đấy. Rồi có một câu chuyện nữa là hồi trưa này con mới nói chuyện với cái bà chị mà chị này là nói chung kể với mọi người luôn, là chị làm chung Aribank với lại em ngày xưa. Em Vi là làm ngân hàng nông nghiệp 8 năm mới nghỉ, sau đó mới mới chuyển sang bán hàng online như thế này. Thì chị, cái người chị này là cái người mà gọi là rất là thân, rồi cũng hay trao đổi với nhau. Thì hôm nay chị mới kể cho mình nghe một câu chuyện là trước khi mà chị uống cái này nè các chị, là các chị mà em nói rất là mệt lúc về đi làm về đó. Các chị biết ngân hàng nông nghiệp rất là đông khách, mỗi lần mà khách tới là coi như vật vã, chiều đi làm về là coi như chỉ muốn làm gì hết, chửi chồng mắng con rồi mệt lắm nha. Uống cái này xong là nó làm cho tinh thần mình rất là thoải mái, chị khỏe lại thấy đỏ luôn. Và cái chị cũng chia sẻ luôn là bản thân Kim chị Anh á, mã sao? là đi khám sức khỏe thì nó ra một cái hiện trạng là gọi là chỉ số kháng nguyên của cơ thể, là nó sẽ liên quan đến vấn đề là bị ung thư. Và phụ nữ mình rất hay dễ bị ung thư vú này nha. Và nhà của chị á, là có người bị ung thư vú rồi nên chị đi khám, thì bác sĩ phát hiện ra cái chỉ số kháng nguyên của chị rất là cao. Chỉ số kháng nguyên không phải là chỉ số kháng virus, mà chỉ số cho thấy là khả năng mình tiềm ẩn khả năng bị bệnh ca, cái chị bị bệnh ung thư rất là cao. Thì á, cái chỉ số đó nó trung bình là nó phải dưới 30 nha. Của mình á, nếu như mình trung bình là mình từ mười mấy cho đến 30 thôi, nhưng mà khi chỉ số nó vượt qua nó sẽ trên 30. Thì chị này chị đi khám là chỉ 33, và cứ mỗi năm nó tăng lên hai chỉ số, và đến nay là 2 năm rồi. Và các chị có tin không, là chị uống cái này nè có 1 tháng thôi, thì ngay cái thời điểm, đúng cái thời điểm chị đi khám lại luôn, thì chỉ số kháng nguyên của chị nó giật trở lại 30, là chỉ số bình thường. Mà là đây là một lời chia sẻ thật tình của chị em với nhau, là chị mới vừa kể cho em nghe đây trước khi em like sản phẩm này luôn, nên anh em sẵn em về hàng em lôi lên để em like cho mọi người luôn. Nó có nghĩa là em nó còn có khả năng làm được cái chuyện đó nữa, nó thay đổi được những cái chỉ số trong cơ thể của mình nhá. Đó, và dì của chị ấy á, là cái người mà làm trong gọi là ngành y tế, người ta không có tin vào những cái sản phẩm trôi nổi ở đâu đâu đâu, và chính chị là cho dì của chị uống. Và bà dì này thì bà cũng có rất là nhiều bệnh trong người các chị. Thì cái hôm mà bà uống cái này xong đâu đó được khoảng chắc cũng tầm hơn 1 tháng á, tại vì chỉ mua cho mỗi người một hộp, thì bà đi khám lại, thì bà mới về bà nói với gia đình là sao không biết lần này tao đi khám chỉ số của tao cực kỳ tốt, các chỉ số gần như nó bình thường. Các chị có thấy hay không ạ? NMN nó làm được á nha. Và cái này là mình chia sẻ với nhau để mình uống. Và đây là chị của em kể lại cho em nghe, và trong nhà có nhiều người là giờ túm hết cho uống. Và gần đây nè, chị mới đặt cho em 5 set này luôn, là 10 hộp, về chia cho mọi người trong nhà uống để coi thử coi nó có thay đổi gì bệnh lý trong người hay không. Nhà ai cũng có bệnh đó các chị, và không có người nào tự tin nói trong nhà mình không có người có bệnh nha. Nhà nào cũng sẽ có người có bệnh, thì mình nên uống thử NMN. Và mục đích mà ngày xưa em bán NMN cho mọi người là để trẻ hóa đó, để trẻ hóa. Và bây giờ mình mới thấy được NMN nó có rất nhiều tác dụng ở bên trong, các chức năng ở bên trong của mình, chứ không riêng gì da và tóc ấy. Thì thành ra nó sẽ cực kỳ tốt cho những người lớn tuổi, những người hay có bệnh lý nè ha, những người hay có bệnh này bệnh kia. Nếu như mọi người sợ uống VOC hoặc là mọi người sợ với uống vi ly, thì mọi người có thể mua hàng Nhật mọi người uống nha. Hàng Nhật là khỏi phải chê về chất lượng rồi, không có một cái gì lăn tăn về hàng Nhật cả, tại vì đây là sản phẩm best nhất trên thế giới, kể cả về giá, kể cả về chất lượng, kể cả về tiêu chuẩn nha, là mắc nhất của thế giới, chất lượng nhất trên thế giới luôn đấy. Rồi các chị chốt cho em cái này nha, mã 6 có 4,5 triệu một set thôi, lẻ hộp là 2,3 triệu. Rồi cái này thì em sẽ cho mọi người chốt được là 5 set nha, tại em gửi được có 10 thôi, và bà chị em bà lấy hết 5 set rồi đấy. Ok các chị, qua mã này lên tiếp cho các chị cái mã số 7 là lăn giảm đau Hisamitsu. Riêng cái NMN á, thì để mai mốt chị đi khám sức khỏe lại, rồi rồi những cho người mấy em trong uống được nhà không? uống xong khoảng 1-2 tháng sau á, em sẽ xin lại feedback và em sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Chứ bản thân em hồi trưa này mới vừa nghe thôi, hai chị em nói chuyện với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, thì mình cảm thấy rất là tâm đắc, rất là thích. Và cái tâm đắc này mình phải đi kể lại với khách hàng của mình ha. Rồi mình nào cho nam uống được không em? Nam nữ gì đều uống được hết đó mọi người, nam nữ gì đều uống được hết luôn.
Chị kể là trong nhà có mấy đứa cháu á, do bà dì của chị là bị ngứa, bị kiểu giống như là bệnh vẩy nến á, các chị có biết bệnh vẩy nến không? Bệnh đó rất là khó chữa và gần như là nó càng ngày nó càng nặng, nó giống như một loại nấm ký sinh trên da mình vậy đó. Đi trị thì rất là lâu mới hết và tốn rất là nhiều tiền luôn. Thì bà dì của chị đó là đã tốn cực kỳ nhiều tiền và đi trị rất là nhiều năm không hết, thì tự nhiên uống NMN vô đúng một tháng sau, không mới có 10 ngày thôi là hết ngứa, không còn gãi nữa các chị đó. Thì gọi là không có cái sản phẩm nào khác ngoài NMN thôi, chỉ có dì của chị có uống có đúng có một loại đó thôi. Thì có phải là tác dụng của NMN không? Và bây giờ là chị nói chị mua về, chị đưa cho dì chị, cho mấy đứa cháu trong nhà, có người ta bị viêm long nè, có người ta bị vẩy nến trên đầu, đã uống thử coi coi nói ra làm sao rồi kể với em, thì lúc đó em sẽ kể lại với mọi người. Đây là toàn bộ là feedback sống hết của mình nhé. Cô uống N18.000 này thì uống hai hộp này được không? À được luôn cô Tuyết, tại vì cái Cô này là Kim Anh. cô Kim Anh hả? Cô Kim Anh ơi, cái hàm lượng của cái thằng này cao hơn nha. Ví dụ như cô uống xong cái 18 thì cô sẽ chuyển sang uống cái này luôn. Và đối với khách hàng á, thì con hay kê cho uống là một lần là 3 hộp cho 3 tháng, giống như collagen vậy đó. Mình uống đủ 3 tháng sau đó mình có thể ngừng, 3 tháng đến 4 tháng sau mình uống lại. Nhưng mà nếu như mình có điều kiện thì mình nên duy trì. Tại vì cơ thể mình nó đang khỏe, các tế bào của mình nó đang khỏe thì không mắc gì mình cắt cái nguồn nuôi sống nó, cái nguồn dinh dưỡng cho nó. Thì lúc này sao ạ? Lúc này thì mình sẽ cho nó cái liều thấp hơn, thay vì mỗi ngày mình uống liên tục như cái liệu trình mình đang uống nè, thì bây giờ mình, một tuần mình uống cho con là 2 đến 3 lần để mình duy trì cái việc đó nha. Và đến 3 đến 6 tháng sau thì mình có thể uống lại một liệu trình combo liên tục 3 tháng đó. Nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình lúc nào nó cũng khỏe mạnh, các tế bào của mình nó khỏe mạnh nha. Rồi còn người nào mà mình không tin á, mình nên đi làm thử bằng cách là mình đi xét nghiệm các chỉ số của mình. Chỉ số của mình có nhiều cái mà nó bị biến động á, nó báo động đỏ trong đó nha. Khi mình đi khám là mình sẽ thấy là mình test máu, mình test chỉ số máu mình xong, các bác sĩ cho mình quy một cái bảng luôn, rồi trong đó chỉ số nào mà nó bất thường nó sẽ bị tô đậm, thì mình về mình uống trong 3 tháng sau mình đi khám lại. Thì giống như bà dì của chị đó, bà dì làm y tế của chị ấy á, các chỉ số tự nhiên trở lại bình thường mà người nó rất là khỏe nha. Là đây là câu chuyện thực tế em kể cho mọi người nghe chứ không phải em tự dựng lên đấy nhá, để mọi người thấy NMN nó tuyệt vời như thế nào. Ngày xưa mình chỉ nghe là quảng cáo là hàng được nhận giải Nobel khoa học của thế giới chứ mình chưa biết nó bên trong như thế nào, thì giờ mình uống thử nha, tuyệt vời ghê luôn. Tiếp theo là mã số 7 nha, lên cho mọi người lăn giảm đau Hisamitsu. Mã lăn này á, là 210, nhà em sale cho mọi người còn 180.000. Và lăn cho những ai à, đau mỏi cổ vai gáy nè, đau những cái vùng như thắt lưng nè, vai nè, chân nè, tay, hoặc là những cái khớp của mình mà nó bị đau á, thì mình bôi vô. Hoặc là trường hợp mà ví dụ như mình đi nhiều, vận động nhiều, bị chấn thương, bị giãn dây chằng ha, hoặc là mình bị sao à, mình bị té ngã đi và mình đau á, thì mình bôi cho em. Hoặc là những lúc nào mình ngồi không đúng tư thế, mình tự nhiên mình về mình thấy mình nhức mỏi thì mình lăn vô nha. Đây là lăn giảm đau và đây là một dòng lăn nóng nha mọi người. Lăn vô nó rất nóng, thì nhờ cái nóng này nó mới tác động được vô cái vùng viêm của mình để làm giảm sưng viêm ấy. Thì lăn này mình lên cho em mã số 7, 180.000 cho một chai lăn của hãng Hisamitsu nha, hàng nội địa Nhật. Và đáp của nó thì bao xa luôn các chị, tháng 12 2024 bao xài cho mọi người luôn ha. Cái này mua một lần biếu là được 5 đến 10 lóc luôn, 5 đến 10 lóc luôn chưa. Qua cái mã này đi, lên tiếp cho mọi người. Hôm nay like toàn là mã mới không nè các chị, và không có thời gian nói luôn á, em nói cái gì cũng quá kỹ nên em nói quá trời nhiều. Đâu rồi nguyên sắc đâu, đây đây lôi ra đây đây. Có nhiều chị hỏi em cái viên sắt này lắm, mấy like luôn rồi đó, cả chục like luôn rồi, hôm nay mới về hàng được nha. Thì bây giờ cho mọi người cái giá của viên sắt này. Viên sắt này là hàng em đang uống, em uống gần hết rồi, còn cái này là hàng nguyên nè. Viên bổ bổ sắt có nghĩa là bổ máu đó các chế, 180.000 một bịch, like cho mọi người còn 150 một gói được chưa. Các chị ơi mình comment cho em nha, máy của em nó đang bị đứng á,
Nãy giờ em vẫn thấy đang đứng im ở chỗ chị Hạnh Quân Kiều 99k. Nãy giờ chưa có hot nữa, chưa có thấy ai comment hết. Mọi người nhớ comment cho em nha, để em xem coi máy có bị đứng không. Rồi viên sắt này lên cho em là mã 8. Bổ máu này uống lúc nào các chị? Uống cho những người nào bị thiếu sắt, hoặc là ăn chay trường nha, người bị thiếu máu, hoặc là người đang có điều trị cái gì đó dẫn tới bị thiếu máu, hoặc là người mới bị bệnh xong nóng sốt các kiểu đó, thì nó sẽ làm giảm cái mức độ hồng cầu của mình. Chết đi hồng cầu thì nó sẽ làm cho mình bị mất máu. Và cái cuối cùng nữa là những phụ nữ mà mới vừa bị kinh xong, hoặc là đang ở trong quá trình mà bị kinh đó, bị kinh nguyệt nhưng mà mình bị rong kinh, hoặc là mình bị cái chu kỳ kinh dài hơn người ta thì mình uống nha. Tại vì khi mà mình ra kinh nhiều là mình sẽ bị Chị mất máu. ơi, mặt nạ nở mình ơi, màu đỏ giá bao nhiêu? Hết hàng rồi chứ, không còn bịch luôn. NMN cực hot nha mọi người. NMN là shop em gần như cháy hàng luôn. Hôm trước em like lotion serum là cháy hết, chỉ còn đúng có mấy hộp kem thôi. Kem bây giờ còn 3 hộp hết luôn rồi nha. Kem NMN còn thì đem lên sale luôn bếp. 210 đúng không? Sale còn 189 thôi. Thì coi lại kem còn rồi đưa lên đây sale cho mọi người. Chứ mặt nạ là hết nha. Mặt nạ bây giờ em chỉ còn dòng mắt nhất của nó thôi, mà dòng mắt á thì hơi bị kén khách mua. NMN hộp còn không bé? Mặt nạ NMN một miếng 250 các chị. Đây, còn kem NMN nè, 210.000, sale còn 189.000 hộp, còn 2 hộp thôi. Hôm trước có chị nào chưa mua kịp thì hôm nay chốt mua. Cái này thì lên cho em là mã kem trẻ hóa, hoặc là ghi kem NMN là được nha. Một hộp rất là to bự luôn, gần 500 ml lận, xài mặt, xài cổ, xài tay chân được luôn các chị nha. Nó sẽ làm trẻ hóa. Rồi quay lại chốt mã số 8 viên sắt nè, 150.000. Còn 3 cái này. Ồ, mặt nạ còn cái đó hả? Đây các chị, mặt nạ này nè, NMN nè, còn 2 bịch màu đen. Ủa, bộ có khách xả sale không biết. Hôm trước em like cái này hết rồi mà có khách nào xả nè, nên là còn 2 bịch nè. Cái này nhiêu bé? Mặt nạ em còn nha các chị, còn 2 bịch màu đen nha, với 1 bịch màu, 1 bịch màu hồng CBD này là alo chú ơi, ở dưới này là hẹn con bằng giá nhau nha. Chừng nào có người giao chú điện lên cho chờ em tí xíu để con em nha. Coi lại cái giá như em chốt cho mọi người. Mặt nạ này em bán lẻ là 350.000 cho 1 bịch 30 miếng. Cái này còn 2 bịch màu đen NMN. Đây có 3 bịch khác nhau nha mấy chế, 1 bịch NMN riêng nè. Còn bịch này là bịch tem cell là tế bào gốc nha. 160 chị ơi. 160.000 một bịch ạ. Đây. 160.000 một gói, chế nào lấy thì nhắn cho em nha. Còn có một gói NMN này thôi. 1 bịch màu đen NMN mà chữ màu vàng. Còn này là mặt nạ tế bào gốc tem cell, mặt nạ tế bào gốc nha. 180.000 luôn. 180 hay 160? 160 thôi mọi người. Còn đây là mặt nạ làm trắng da nè. Mặt nạ này thì 160.000 luôn nha, bằng giá hết. Có 3 bịch đó. Mấy chị ai chốt thì nhắn liền cho em nha. Em sẽ ưu tiên cho người chốt trước. Rồi còn mặt nạ này á là 250.000 cho một miếng. Này. Chị Phương Nhi nạ MN đen. Một hộp 8 miếng nè. Rồi chị Nhi là người đầu tiên chốt hả? Ừ. Rồi chốt cho chị Nhi mặt nạ NMN màu đen. Vậy là còn lại 1 bịch màu đen tem cell với lại 1 bịch CBD nha. Ai lấy cái gì thì nhắn cho em cái đó. Mặt nạ này thì 250 một miếng. Đang sale còn 220, và chị nào mua được một hộp như vậy nè, 1 triệu 050.000 rồi phải. Ủa đâu phải. Gì? Nhớ lộn giá rồi, 1 triệu 8. Không, xin lỗi, 2 triệu 050.000 cho một hộp lận. Mắc lắm. Em like đi, em quên luôn chứ, không nhớ giá sale luôn. Còn 1 triệu 6. Cái này đang sale còn 1 triệu 6 một hộp, 8 miếng nha. Thì mọi người chia nhỏ ra đâu đó cũng phải 200 mấy chục nghìn miếng á. Mặt nạ này là mặt nạ hơi đặc biệt này, nano NMN, và trong này nó còn chứa ceramide nano, và chứa luôn một cái thành phần là bạch kim thủy phân nano nữa. Thì ba cái thành phần này cộng lại sẽ làm cho da mình nó đắp một miếng như là đắp 10 miếng mặt nạ khác vậy đó.
đắp xong một miếng là thấy da mình nó căng, nó mỡn, nó trẻ và cái nền da mình nó rất là mịn nha. Nói chung hàng này là siêu VIP, xa xỉ phẩm, hàng luxury á các chị. Rồi còn kem còn hai hộp nè, ai lấy thì nhắn luôn nha, 189.000. Rồi mã viên NMN này á là 2.4 triệu, nhà em sale còn 1.850.000. Cái này còn đúng một hộp hả? Còn đúng một hộp này thôi, 1.850.000 đúng một hộp nha, ai lấy thì nhắn luôn cho em. Đây là cái viên mà bà chị em bà uống có liều 3.000 thôi, mà nó gọi là nó hiệu quả cực kỳ luôn. Vì mấy chị uống cái liều kia là liều 20.000 gấp 7 lần thì nó sẽ còn khác biệt nữa nhé. Ok, bây giờ tiếp theo là viên sắt. Quay lại viên sắt các chị, em đi quá xa rồi. Viên sắt này là 150.000 một gói nha. Cái này là kẹo ngậm. Đây là cái viên em đang ngậm nè. Cái đến chu kỳ của mình hoặc là trong ngày á, mọi người uống cái này để làm gì biết không? Để làm cho cái mái, cái mình, cái người của mình nó hồng. Nó đủ máu thì người mình nó không có tái xanh. Nó không có bị gọi là xỉn vàng rồi nó bị yếu ớt. Nhìn cái nền da mình nó rất là hồng nha. Rồi sao nữa, cơ thể mình nó khỏe. Nó không có bị mất máu thì nó khỏe. Thì mình ăn cho em cái này ngày mình ăn được để coi coi. Quá trời chữ luôn, đọc không ra cái đúng. Một ngày ăn 4 viên cho em. Một ngày ăn 4 viên. Chia làm mỗi lần em ăn có 2 viên rồi. Trời ơi, em nhớ lộn. Một ngày ăn 4 viên luôn nha mọi người. Một ngày ăn 4 viên như thế này nè. Và cái viên của nó là cái vị ngọt ngọt, chua chua. Mọi người thấy trên đây không? Nó có rất là nhiều những cái dòng trái cây liên quan đến bổ máu nè. Nó đưa vào đây. Nên mình ăn vô nó có cái vị chua của trái cây. Trong đây nó có phúc bồn tử nè. Có blueberry, có nho. Có trái gì giống như trái mận. Trái mận của Mỹ á. Chị ơi, mặt nha. 180 sao đợt trước chị bán 320. Cái nào em? Mặt nạ em hết rồi, em xả sale cho mọi người nha. Mua trong like của em là chỉ có 160.000 thôi, còn có 3 bịch đó thôi, em xả sale. Còn giờ muốn mua hơn nữa cũng không có đâu chứ. Rồi viên sắt mã 8 cho em 150.000 nha. Mặt nạ thì nãy em còn lại 2 bịch đó, một bịch màu đen tem sale với một bịch màu hồng đó. Tiếp theo là nhỏ mắt nhân tạo nha mọi người. Này. Dòng này là mới về ha, ít shop bán lắm luôn á. Chỉ có những cái shop chuyên hàng nội địa như em mới có hàng thôi. Nước nhỏ mắt nhân tạo dành cho những cái con mắt rất là khô yếu hay dễ bị chảy nước mắt sống. Và mình phải cần một cái loại chuyên biệt là nước mắt sống luôn, chứ không phải là thuốc nhỏ mắt nữa. Thì đây là nước mắt sống nha. Hai loại. Lên cho em mã 9 nha mọi người. Em có hai màu nè. Màu đỏ dành cho những người hay bị đau mắt đỏ. Nghĩa là mắt mình rất yếu và mình hay bị đau mắt đỏ luôn. Thì mình xài cho em cái này một hộp nó sẽ có 4 ống. Giá của nó là 490. Em sale cho mọi người trong like này còn 390.000 nha. Ai coi like của em là sẽ mua được hàng với giá rất là tốt. Vì mình bỏ công mình coi và mình bỏ công mình theo dõi em thì mình sẽ có cơ hội để mình mua sale với giá tốt. Và chỉ bán ở trong like này thôi. Like tới em bán món khác, món này không sale nữa nha. Đây, giống như nãy có chị hỏi em tại sao mặt nạ bán ở bên ngoài 320 mà vô like bán có 160. Thì em nói rồi, em xả sale, em còn có 3 bịch thì em bán giá tốt cho mọi người nha. Là những cái hàng đó nó còn lại một ít, nó không có nhiều và không có sự lựa chọn, có muốn mua hơn cũng không có. Rồi tiếp theo là cái dòng màu tím nè. Dòng màu tím này thì nhiều khách mua hơn tại vì nó thông dụng, là dành cho những con mắt rất là yếu ha. Là một dòng nhỏ mắt nhân tạo thông thường dành cho mắt thường nha. Mắt hay bị khô, chảy nước mắt sống thì mình xài cho em cái dòng này màu tím. Giá dòng màu tím thì nó chỉ có 280.000 cho một lốc thôi, 4 lọ nha. Rồi cái này thì mọi người sẽ chốt cho em theo hộp nha. Mã 9 ạ. Ai lấy thì nhắn cho em là mã 9. Dành cho người hay bị đau mắt đỏ
390.000 lóc 4 chai. Mắt bình thường thì 280.000 một lóc 4 chai luôn nha. Đây là một cái dòng của hãng Santen các chị. Hãng này là hãng nhỏ mắt cực kỳ lớn ở Nhật. Chỉ chuyên sản xuất sản phẩm nhỏ mắt thôi. Đây. Mọi người thấy không? Santen. Và gần như các loại thuốc nhỏ mắt của em bán đều đến từ hãng này hết. Thuốc nhỏ mắt cận thị nè. Thuốc nhỏ mắt chống ánh sáng xanh nè. Từ đó mà ra. Nhỏ mắt FXN Nail cũng của nó luôn nha. Thì đây. Đây là dòng chuyên biệt hơn. Là đắt nó xa lắm nha mọi người. Coi giùm em nè. Đắt đến năm 2025. Còn 3 năm nữa để dùng nha. Rồi mã chính lên cho em. Có thuốc nhỏ mắt rồi thì sẽ có viên uống làm cho mình khỏe mắt. Đây. Này là em đang uống luôn nè các chị. Một ngày em ngồi em nói chuyện với mọi người, em nhìn màn hình rất là nhiều. Sau live em vẫn phải tiếp tục chép máy tính luôn. Cái mặt em cứ cắm vô cái điện thoại á. Và mắt của em rất là yếu. Và đặc biệt là mắt trái. Mắt trái của em Vi là gần như thường xuyên chảy nước mắt sống. Buổi tối em về nhà mà em mở điện thoại lên em coi là coi như nước mắt em đây nè, nó tự nhỏ ra luôn. Thì nhờ cái này nè các chị, uống vô khoảng 3 ngày nha. Là em tự uống và em tự cảm nhận. Uống khoảng 3 ngày con mắt các chị hết chảy nước mắt sống. Rất là khỏe mắt, rất là bổ mắt. Vì nó chỉ tập trung vào cho mắt mình thôi. Nhưng mà trong đây chứa những cái hàm lượng rất là cao cấp. Nó được gọi là viên uống premium. Là viên uống bổ mắt cao cấp tại Nhật. Người ta đưa hết vào trong mắt mình luôn nha. Và viên uống bổ mắt này giá của nó là 950 cho một hộp. Thì em đăng sale cho mọi người còn 780. Và mọi người chốt cho em là mã 10 nha. Có sale đông trùng hạ thảo đi chị. Mã 10, hôm nay ai muốn sale gì em đều sale hết nha. Black Friday em sẽ cố gắng sale cho các chị. Và viên uống bổ mắt là nó như vậy nè các chị. Đây, mình nhìn cho em nha. Mình nhìn cho em. Một hộp viên uống bổ mắt này ngày em uống có 2 viên thôi. Để em xem lại coi đây nó hướng dẫn mình uống bao nhiêu viên. Em uống một ngày rất là nhiều thứ. Và em hay trộn chung em uống đó. Cái này một ngày uống 3 viên nha. 3 viên mà em uống ngày có 2 viên. Tại vì em uống một lần quá nhiều thuốc. Em chỉ nốc một lần, một hơi thôi. Uống cho em một lần 3 viên. Hoặc là các chị có thể chia nhỏ liều ra để uống. Mà lười quá thì mình uống cứ ngày mình uống khoảng 1 đến 3 viên là được. Em uống có 3 ngày là em thấy công dụng của nó nha. Còn đối với những người mà lớn tuổi hơn một chút, cái khả năng mà gọi là hấp thu và trao đổi chất của mọi người nó thấp á, nó kém hơn so với tuổi trẻ, thì có thể là mọi người sẽ uống nó hơi dài hơn. Khoảng đâu đó 7 đến 10 ngày mình bắt đầu mình mới thấy công dụng của nó. Rồi đấy ha. Cái này các chị lên cho em là 780.000. Cái này để mua cho cha mẹ mình uống được nha. Cái này là phải từ 15 tuổi trở lên uống nha. Con nít uống không có được. Con nít thì phải uống qua cái dòng bổ não kèm theo bổ mắt. Còn này là chuyên biệt về bổ mắt thôi. 15 tuổi trở lên mới uống. Một ngày uống 3 viên. 780.000 nha. Cái hộp này thì nó được đến 90 viên. Thì mình sẽ uống được 1 tháng. Ngày 3 viên là uống được 1 tháng nha. Nhỏ mắt này xài thích lắm luôn nha. Mắt khô nhỏ vô rất là dễ chịu. Nó làm cái gì nó trôi đi rồi bé. Nó làm ẩm dịu và mát mắt. Trời ơi hay quá chị Nhi ơi. Nãy giờ cũng cho em feedback sớm một chút. Anh Kiều chế ghi mà. Em tặng cho chị Nhi nha. Một ống nghệ để uống. Với lại chị Nhi nãy giờ chị Nhi có comment là tặng kem chống nắng không? Cho em xin một lượt chia sẻ like chị lên tường nhà cho mã 10 viên mắt. Và 5 lần chia sẻ lên 5 hội nhóm khác nhau. Rồi mọi người comment cho em là tặng kem chống nắng nha. Để em tặng cho mỗi người một cái kem chống nắng nhỏ xíu mini để về xài. Kem chống nắng mini quăng đâu rồi. Rồi mọi người chốt đi nha. Màn hình em không có thấy tin của ai hết. Rồi bây giờ qua đến dịp sản phẩm dưỡng da nè mọi người. Cho các chị lên kem màu đỏ của hãng Ao Hâu. Hồi nãy là mình mua để mình giảm cân, làm đẹp ăn Tết nha. Rồi mình build da em. Mặt nạ mắt không đâu có còn đâu không biết. Mặt nạ mắt trong shop còn Vita. Mặt nạ Vita còn thì sale cho mấy chị đi em. Với lại nãy có chị nào hỏi sale cái gì á? Đông trùng hạ thảo không? Đông trùng hạ thảo đâu? Có sẵn hàng không? Đông trùng em hết hàng rồi chế. Bây giờ chế đặt á thì bữa sau em về em giao cho nha. Đông trùng bán nhiêu em? Em bán quá nhiều luôn em không nhớ luôn á mọi người.
290 sale còn 250 một hộp 10 gram nha. Đặt hàng em đi rồi về em giao cho. Giờ ở đây không có hàng để xôm cho mọi người coi luôn. Đại vì đông trùng nhà em bán rất rẻ. Đông trùng nhà em bán là 290, trong khi ở ngoài mọi người mua 10 gram á. À, ví dụ như em nhớ là đông trùng của Tiến Lực đi ha. Những người mà nổi tiếng á, người ta làm bao bì, rồi nói chung là PR sản phẩm rất là nhiều, thì giá thành của sản phẩm rất là cao, có thể lên 350 đến 450 một hộp. Nhà em có 290 thôi, là bán từ lúc đầu đến giờ luôn nha. Bây giờ em sale cho các chị còn 250 một hộp. Chị 10 Ngọc gram Trần ơi. Rồi mặt nạ mắt đây ạ. Một bịch này á, là sẽ có 30 miếng. 30 miếng các chị nha, là nó sẽ có 15 cặp như thế này nè, để cho các chị đắp được cái khóe mắt, đắp được cái khóe này của mình nữa nè. Khóe này của mình mà chảy xệ thì mình đắp để cho nó săn chắc lên nha. Mình đắp khóe mắt luôn, vừa trị bọng mắt, vừa trị thâm mắt, vừa trị luôn cả cái nếp nhăn mắt nữa. Rồi một bịch này là đâu đó khoảng 50 mấy 60 ngàn á. Cái này em xả like cho mấy chị luôn. 25 ngàn gói nha. Đát của nó là đến năm 2024 luôn các chị. Đây mặt nạ mắt này, 25 ngàn gói. Ai lấy mấy gói thì nhắn cho em nha. Mặt nạ mắt của Hàn Quốc à. Hôm nay có live vi live á chị ơi. Cái dòng mặt nạ mắt này á, nó được gọi là Vita Complete. Ở trong đây nó chứa hơn 15 loại dưỡng chất, mà trong đó có rất là nhiều chất làm trắng. Nên là nó sẽ trị cái gọi là thâm mắt của mình rất là nhanh ha. Like cái gì? Có vi like không em? Vili là lên mã 4 rồi mấy chị. Vi like là em lên mã số 4 á. Combo của nó sale còn 3.688.000, tặng 5 gói xăm và tặng luôn một cái lilac của hãng nè, em mới được tặng. Hay các chị, em mua 5 set đợt này em được tặng 5 bộ, 5 hộp này nè. Mà chỉ được tặng có 5 chai thôi, không có được tặng nhiều nha. Hàng này là mua với số lượng cực kỳ hạn chế luôn, không có được mua nhiều. Rồi mặt nạ mắt được chưa các chị? Ôi lẹ lẹ đi, em còn quá trời món, không kịp. Kem bếp tay đâu rồi? Đây đây. Đây các chị. Mã này là mã kem vừa căng vừa trắng nha, ai thích trắng, ai chị thích căng. Ngày giá thì xài ngay cho em. Giá Vili sao em? 7 ngày 1.050.000 chứ ơi. Chị 7 ngày. Lớp 2 gói nạ mắt. Rồi chốt 2 gói nạ mắt. Nạ mắt mã chị lấy 25.000 gói à, nạ mắt 25.000 gói. Kem bếp tay này các chị, bếp tay chính là bổ sung collagen cho mình đó, có nghĩa là nó vừa làm căng vừa làm trắng da nha. Đây là một dòng kem đa năng của hãng mà nó được gọi là chiết xuất với dạng hydrogel, nên là cái chất của nó là nó rất là mịn và mượt, lên da mình cực kỳ căng bóng luôn. Thì cái kem này giá của nó là 1.200.000, em đang sale còn 1.020.000 cho một tuyếp. Và chị nào muốn mua mini á thì em có cái hũ mini của nó luôn, 350 nha, đang sale còn 297.000. Quan trọng là hôm nay muốn mọi người mua tiếp nè. Mua tiếp full như thế này có 1.020.000 thôi. Xài cả làng luôn, xài cả nhà luôn. Còn nếu một mình xài là khoảng 9 tháng mới hết. Thì các chị mua cái này em sẽ tặng cho mấy chị một cây son gu. À, rất là xịn nha. Cây son này các chị, chỉ mua cái chai này thôi là mới được tặng cây son. Cây son này ở store bán 1.000.000. Nhà em thì hôm trước xăng á là em bán lẻ cái này là còn 379.000 một cây. Em mua sale được một lốc một lô ấy. Đến giờ còn dư một ít thì em sẽ làm quà tặng cho mấy chị luôn. Và hôm nay em sẽ chốt được cho 5 người nha, cho 5 tiếp này nè, với tặng một cây son, một cây son gu trị giá 1.000.000. Nó cực kỳ đẹp và sang. Các chị nhìn cây son cho em nha. Đây, được thiết kế rất đẹp và sang luôn, gọi là đẹp hơn cây lăng cơm hồi nãy luôn các chị. Đây nè, cái lăng cơm này vỏ nó cũng rất là đẹp, nhưng mà nó không có sang bằng cái thằng của Hồng Vu này nha. Nó được thiết kế với phong cách hoàng gia cung đình, nên các chị nhìn cái hoa văn của nó này rất đẹp ha. Thì em tới tặng, đây là một dòng son lì nha, mà có dưỡng nên lì nhưng mà không có bị khô, không có lộ vân môi, rất đẹp luôn. Đánh cho mọi người coi, đánh ra tay nha. Đây các chị thấy không, đánh ra tay cho các chị coi. Còn đây là cây son lăng cơm hồi nãy nè, em đánh ra tay cho các chị coi, hai màu nó sẽ khác nhau một chút, thấy không?
sau lăn cơm nó lên màu, môi của em là thành màu này. Các chị sẽ nhìn thấy cái thằng lăn cơm nó bóng hơn chút nha, tại vì dòng của nó là dòng sai, dòng bóng. Còn cái thằng của thằng bu á là nó thuộc dạng son lì, nó rất là bám lì lắm các chị, lì bám đấy. Mọi người thấy không, em tán ra cái màu của nó ra cái màu hồng cam, màu hồng cam nha. Thì nó lên môi mình đó là sáng môi hơn là so với màu đỏ em hay xài. Rồi lên cho em cái tiếp kem website đỏ này nha, mã số 11. Vô cái mùa thu đông này thì xài kem này cực kỳ đẹp, rất là mịn, rất là láng da luôn. Coi cái tiếp này coi, tiếp này chưa có khui, em sẽ khui cho mọi người luôn, em xài cho mọi chị coi ha. Nhà em bán cái kem này là chiết ra không biết bao nhiêu là hũ luôn. Đây, chất kem của nó đây các chị. Cái này là lên cái nền da mà khô á, như em, da em đang bị lột nè các chị, da ở trên trán với lại hai bên đây của em nè, nên nó lột đến hôm nay nữa là lần thứ ba sau khi em peel xong nó vẫn lột li ti li ti. Mã 11. Đây thì mình cho cái kem này lên ha, cái mặt của mình cực kỳ bóng và mịn nha. Và đây là một trong những dòng mà nó khóa ẩm bề mặt cực kỳ tốt, vừa khóa ẩm mà vừa làm căng bóng da nữa, tại vì nó bổ sung cái bếp size á các chị. Bếp size của nó là một dạng bếp size dẫn truyền, nên là nó sẽ làm cho da mình nó có độ căng bóng và trẻ hóa tức thì luôn. Thế mọi người thấy khi em bôi lên, cái da mặt của em nó bóng lên một khúc nữa nè, thấy không? Và bây giờ lấy máy test dầu với lại test độ ẩm ra, test một phát là lên một cái độ ẩm kinh khủng luôn. Lấy cái máy test ra cho chị, em test bằng máy cho mọi người coi. Hôm bữa like xong mấy đứa cất dọn đâu. Đây mọi người coi lại giùm em lần nữa nha. Coi cái trán em nè, nó bóng lưỡng nè, thấy không? Cái nền da khỏe là cái nền da nó phải bóng lưỡng như vậy nè, bóng nhưng mà nó mịn nha, nó không phải bóng dầu, bóng khỏe đó. Rồi lỗ mũi em cũng vậy các chị, mọi người nhìn lỗ mũi em này nè, thấy bóng lưỡng không? Em chà đi hết á, thật ra trên lỗ mũi em không có nhiều dầu, nhưng mà đây là cái độ bóng tự nhiên của làn da mình ha. Rồi sau khi mà mình làm xong á thì mình bắt đầu mình lấy máy ra mình test. Em mua cái máy này cả triệu á, của Nhật, để em test da. Rồi để lâu một tí xíu mọi người lên là test cái cho em ha. Nó nổi lên màu xanh này á là cái màu xanh đồng được chấp nhận được, là màu bình thường nha. Là mọi người nhìn thấy cái độ dầu của da em có 21 rồi, mà độ ẩm của da em là 47%, có nghĩa là ẩm nhiều hơn dầu thì nó rất là tốt. Rồi giờ test vùng khác. Cái vùng chưa dưỡng của em là vùng má ha. Rồi vùng má của em cũng rất là ok luôn các chị, 47 đến 21 nha, có nghĩa là cái mặt của mình á, mọi vùng da của mình đều rất là ok, nó không chê được. Rồi 47 với 21 luôn, các vùng da của em đều bằng nhau hết ha. Rồi bây giờ mở lại test cái vùng khác cho mấy chị coi, cái vùng cổ. Cái vùng cổ của em là 47-22 các chị. Mỗi một vùng da của mình sẽ có mức độ khác nhau, nhưng mà toàn bộ nha, da của em chỗ nào nó cũng ok hết thì nó sẽ như vậy á. Chỉ riêng có cái vùng trán là cái vùng mà mình trương ra ngoài nhiều nhất, là nó hay khô nhất, thì em test chung tổng thể nó vẫn bằng nhau luôn. Giờ test luôn cái vùng tay cho mọi chị coi. Cái cầm test rồi, bằng luôn cả cái mặt luôn, 47-22, 47-21. Rồi cái vùng tay của em quy quá khô. Mấy chị nhìn giùm em chỉ số nè, độ ẩm có 29 mà độ dầu lên đến 42, có nghĩa là nó ngược trở lại. Khi mà mình bị khô á thì da mình sao nó bắt đầu nó tăng tiết dầu để nó bôi trơn, thì da tay em nó đang quá khô. Bây giờ test cái da tay ha, cho cái kem này lên đây các chị, cho cái kem cấp ẩm này lên. Đây là cái kem mà nó sẽ khóa ẩm bề mặt của mình này, xong rồi nó làm căng bóng da và nó làm mịn da luôn. Bây giờ cho cái kem này lên ha, test cho em. Nói chung là mình chịu khó mình đầu tư một cái máy test như vậy là mình sẽ biết cái vùng da nào của mình cần được bổ sung da, chỗ nào thì cần bổ sung nhiều, chỗ nào cần bổ sung ít, để mình biết cách mình dưỡng da. Hay các chị thấy da tay đang bị khô, bôi cái kem này lên cái hả, nó bóng lưỡng liền như thế này.
thì cái dòng này sẽ cực kỳ phù hợp cho những người ở vùng cao, vùng bị lạnh đó các chị nha. Nơi nào bị lạnh đó, da mình nó rất là dễ khô thì mình sẽ tán cho em. Còn hoặc là các chị thích cái làn da nó căng bóng, nó mịn màng như thế này nè, thì mình đánh cái kem này lên, nó vừa căng mà vừa bóng da lại vừa dưỡng trắng da luôn. Vì ở trong đây nó chứa một cái hàm lượng niacinamide rất là cao nha. Đây là một cặp mà em bán cho những khách mà muốn làm trắng da. Rồi em test đi, rồi xong rồi đưa máy lại cho chị nha, để chị test da cho khách coi. Rồi em bôi tay em rồi, giờ em test da luôn. Mày mới bị đỏ nè. Em mới mở lên mà. Em mới mở lên nè, em chưa test em hả? Chưa. Các chị coi cái máy này nha, nó đang đỏ như vậy nè. Giờ em đưa vô tay em test. Đây thấy chưa? Bây giờ nó trở lại một cái làn da rất là ok, các chị nhìn giùm em nè. Độ ẩm là 42. Cái này là 23 nha các chị. Cái không phải là 50 mấy đâu. 23 là độ dầu. Có nghĩa là sau khi mình bôi cái kem này vô xong, nó lập tức nó cân bằng lại luôn cái lượng khô trên da của mình nha. Độ ẩm và độ dầu của mình nó được cải thiện một cách cực kỳ ok luôn, ngay lập tức sau khi mình bôi vô xong. Được chưa? Hồi nãy mọi người nhớ da em khô, bây giờ là da em thành da ẩm rồi đó, mịn rồi đó. Thì những chị nào ở cái vùng khô hoặc là ở cái vùng mà da mình nó rất là hanh khô mà nó hay kiểu nó cứ bong 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 chốc 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 á, một phần là em vi kim nên da em nó mới bị bong, một phần là do thời tiết bây giờ nè, với lại em ở trong máy lạnh không, da em nó cũng dễ bị khô á, nó hay bong lột lên, bong li ti nhỏ, bong mà mình tự chà lên tay mình thấy được cái da bong của mình luôn á nha. Thì những cái làn da đó các chị dưỡng ẩm cho em càng nhiều càng tốt. Mình dưỡng đủ ẩm, da mình tự khỏe, tự căng bóng, tự mịn màng, không cần xài gì nhiều ha. Rồi, đây là cái dòng kem cho em lên số 11, mã 11 kem Bestyle. Đây là dòng kem chiến lược của mùa này luôn các chị. Rồi, chị nào mà muốn lấy mini size về dùng thử nè, lên cho em mã này nha. Mã 11, ghi cho em hũ nhỏ, là lên cho em một mã 11 tiếp lớn thì sẽ được tặng cây son nha. Còn hũ nhỏ thì mình được sale là còn 297.000. Mặt em dầu nè, mặt em là màu cam cũng chấp nhận được nha, chứ không đến nổi nhưng mà cũng hơi nhiều dầu rồi đó. Đi rửa mặt rồi xịt khoáng vô. Chị nào mà da quá khô là nên có chai xịt khoáng cho em nha. Rồi mã này 297.000. Đây là mã kem nha, có kem xài thì phải có luôn cả tinh chất. Tất cả các mã tinh chất của Our House đều đang sale nên các chị mình ai đang có nhu cầu mua sản phẩm dưỡng á, thì mình tranh thủ, tại vì mình được sale đến 15%. Riêng nhà em coi trong live em có quà tặng cho các chị nữa, quà tặng rất là đã luôn. Cứ hôm nay mua một mã nha là tặng một cây son. Son gu này là em có khoảng 2-3 màu gì đó, em sẽ tặng cho các chị mỗi một người một màu khác nhau. Khi mình mua full size với là mình mua mini. Mấy người bấm cho chị 2.4 triệu sale 15% là còn nhiêu. Em đang cầm trên tay em là những cái chai mà gọi là full nhất của hãng luôn, rất là siêu to khổng lồ bự nha. Các chị có thể mua mini size là 50ml. Cho chị chai 50 nữa đi em. Chai nhỏ. Tất cả các màu chai nhỏ. Không, cho một màu chai nhỏ thôi cũng được. Nãy em nói xem bao nhiêu phần trăm chị? Xem 15%. Xem 15%. 2040 vậy. 2040 đúng không? 2.4 triệu nè các chị, sale còn 2.040.000 cho một chai full size. Chai full size như vậy là mình sẽ xài được bao lâu ạ? Mình xài được 9 tháng. Còn đây là cái chai mini nè, 50ml thì chai này là 1.1 triệu. Em đang sale còn 935.000 nha. 935.000 hay là chai lớn. Chai nào các chị mua cũng được tặng một cây son hết. Được chưa? Tinh chất màu đỏ này là cái dòng mà có chứa rất là nhiều niacinamide, là thành phần làm trắng da nha, có khả năng làm trắng, kềm dầu, ngừa mụn, lại có khả năng làm săn chắc da, và nó khi nó kết hợp với những sản phẩm khác đó, nó sẽ làm trẻ hóa làn da của mình nữa nha. Thằng đây là một trong những cái hoạt chất vô cùng đa năng. Trong tất cả các hoạt chất nó là đa năng nhất. Thì các chị có cái chai này. Là những chị nào mà đang muốn có một cái dòng dưỡng da mà đa nhiệm, đa năng, đa đủ thứ, thì đây là một cái chai mà mấy chị ai cũng thích nha. Ai xài cũng được, da nào xài cũng được. Và đặc biệt là da nám phải xài cho em. Đây là tinh chất mà em cho vào tất cả những làn da nám đều phải xài ha.
Cho em lên mã tinh chất màu đỏ này là 1 triệu 1 nha. Sale còn 935 nghìn. Tặng một cây son. Mã 1A. Mã này là mã 12 nha. Ai mua chai full size bự như vậy 150ml nè thì giá sẽ là 2.050.000. Được chưa? Cũng tặng một cây son luôn. Tiếp theo là cho mọi người mã tinh chất màu xanh biển. Tinh chất HA. Dòng này là dòng dành cho mọi loại da luôn. Da nào cũng cần nước hết. Da nào cũng cần nước. Nếu như không có nước, da mấy chị sẽ bị thiếu nước và thiếu ẩm. Thì nó làm cho da mình tăng tiết dầu như hồi nãy á. Ha. Dòng màu đỏ là tập trung dưỡng trắng. Dòng này là dòng cấp ẩm chuyên sâu nha. Và cực kỳ lành tính cho những làn da đỏng đảnh nhất, khó chịu nhất, nhạy cảm nhất cũng xài được luôn. Và đây là HA phân tử đa năng của nhà em. Vừa có lớn, vừa có trung và vừa có nhỏ. Và đây là một dòng có chiết xuất từ dạng nano. Nên các chị xài đây là HA cấp nước nha. Mà nano như một quả bơm nước bùng nổ trên da mình vậy đó ha. Và nó cấp nước tầng sâu, cấp ẩm tầng sâu cho mình luôn. Chai này thì cũng được tặng một cây son nha. Cứ nói chung cứ mua một chai nhỏ hoặc chai lớn đều tặng một cây son. Giá chai nhỏ là 935, giá chai lớn là 2.040.000. Mã 12 cho em nha. Mã 12 các chị chọn màu và ghi cho em là size lớn size nhỏ tùy mình. Bé ơi cho chị chai nhỏ nữa. Mã 11 full size giảm còn bao nhiêu em? Mã 11 full size là còn 1.020.000 nè mấy chị nha. Mua kem của hãng này các chị được lợi cái là mình biết sao không? Thay vì các chị mua 1 triệu mấy á là được có một tiếp 50g hoặc 80g kem dưỡng á. Còn mình mua của hãng Ao Hao là mình được cái được là full size siêu bự. Vì nó được làm ở trong spa á, nó được chiết xuất để mà nó sản xuất dùng được trong spa, trong clinic. Một ngày người ta làm biết bao nhiêu cái mặt. Nên người ta cho mình cái dung tích rất là lớn, giá thành nó cũng rất là rẻ. Nha, một tiếp kem như vậy có 1.020.000. Xài 9 tháng mới hết. Đấy. Rồi tiếp theo là dòng serum trị mụn nha các chị. Dòng này á, là dòng dành cho da nhạy cảm. Da mà rất là dễ đổ dầu nè, dễ bị vi khuẩn nè, dễ bị nổi mụn nè, ha. Dễ bị ngứa với thời tiết. Đấy. Đây các chị xài cho em cái dòng này. Dòng này là dòng có chứa tinh chất tràm trà nha. Đây là thực vật thiên nhiên. Và nó kiểm soát dầu của mình rất là tốt. Thì những bạn nào mà da dầu á thì chọn cho em cái dòng serum này. Hoặc là da hỗn hợp thiên dầu em. À, tất cả những cái dòng của nhà em đều là đát 2025 hết. Đát cực kỳ xa luôn nha. 2025 hết luôn. Coi có mấy cái chai này là như à, chai màu vàng này là đát tháng 6 2024. Cái này cũng tháng 6 2024. Các chị full size thì đát của nó sẽ ngắn hơn một chút. Chai màu đỏ là đát tháng 7 năm 2025 nè. Chai HA lớn này các chị nhà em hết hàng rồi, đang chuẩn bị về hàng mới nha. Chai em đang cầm là của tháng 3 năm 2023 là nó cận đát rồi. À, em sẽ về hàng mới cho mình là đát đến năm 2025. Rồi. Còn lại tất cả những chai mini này nè đều là đát 2025 hết, được chưa? Còn những chai full này là đát 2024. Đó là rất là xa rồi nha. Để cho các chị dùng hàng mới hết, yên tâm. Chỉ là sale Black Friday nên là em mở sale lớn thôi cho các chị dùng thử. Mình nhớ hết các màu không ạ? Nhớ giùm em chai nhỏ là 935 nha, 50ml. Chai lớn là 2.040.000, 150ml. Chai này là dành cho da dầu mụn, da nhạy cảm, da khó sử dụng sản phẩm hoặc là da mà dễ bị viêm á, dễ bị ngứa các kiểu á. Nha, tại vì nó có thành phần kháng viêm và kháng khuẩn trong này luôn. Thì mình xài cho em. Rồi. Cái này là dành cho mấy chị mua cho con bị mụn xài. Ok lắm. Tiếp theo nữa, có chai màu vàng nhỏ không? Tiếp theo là dòng màu vàng, là dòng đặc trị lão hóa nha. Cho những làn da rất là khô, rất là cằn cỗi và bị lão hóa rất là nặng thì mình xài cho em chai này. Chai này là chai đặc trị lão hóa. Và nhà em có mini và full luôn. Em là giám đốc kinh doanh của hãng nên em đủ hết các mẫu, đủ hết các size nha các chị. Còn vì thường thường các chị mua đại lý thì họ sẽ có loại họ có loại họ không. Nhà em là đủ hết tất cả các dòng của Ao Hao luôn nha. Và là đại lý ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình đó. Chuyên cho các spa luôn, phân phối các spa. Rồi mã này cũng vậy nha, đặc trị lão hóa lên cho em màu vàng. Bằng giá hết.
cứ mà chai nhỏ là 935.000, chai lớn là 2.040.000, và chưa có cái dòng sản phẩm nào mà nó có 150ml cho tinh chất các chị nha. Chỉ có xà ba người ta mới xài bự như vậy thôi. Đấy. Ok ha, mình lên cho em mã số 12. Và tiếp theo là mã số 13, cái set chị mụn. Đây nè. Mã này á, thì gần đây các chị hỏi em rất là nhiều cho con, cho chồng. Đây, mình sẽ có một cái set bự như thế này luôn. Ừ, cái này của thằng Awa, đứa nào bỏ vô nè. Các chị thấy không? Siêu đẹp. Siêu đẹp luôn nha. Đây là nguyên một bộ, một set của nó luôn. Nếu như mà mình mua từng món á, nó sẽ lên đến đâu đó khoảng 6 triệu mấy, 7 triệu cho một set. Nhưng mình mua nguyên một bộ full như thế này luôn, nó chỉ có 4 triệu thôi. Mà mình còn đang được sale 15%. Quan trọng nhất là các chị, mình sẽ sale còn 3 triệu tư cho một set. Và quan trọng là hôm nay mình mua, mình sẽ được tặng thêm một chai serum trị mụn đặc biệt của hãng Nuwai, trị giá 490. Và cái dòng serum này em cho mọi người là để chi ạ? Để tấn công vào ổ mụn. Nếu như mình bị mụn viêm sưng quá nhiều thì mình sẽ xài cho em cái chai gọi là serum đặc trị, kết hợp chung với cái chai tinh chất này, để vừa đặc trị mụn vừa trị thâm nha, vừa kháng khuẩn kháng viêm cho da mình luôn. Đây, em sẽ tặng cho các chị một chai serum này nè, 490, xài chung trên nền da dầu mụn. Em này cực kỳ hiệu quả luôn, mụn viêm sưng quá nhiều chỉ cần bôi chai này lên cho em thôi, trong vòng khoảng đâu đó 5 đến 7 ngày là sẽ bớt ha. Và cái bộ này nó gồm có cái gì nè? Đầu tiên là một chai sữa mặt dạng bọt nha các chị, nó tạo bọt sẵn luôn, mình bơm ra tay là mình rửa thôi. Thì cái dòng bọt này em bán cực kỳ chạy cho những bạn mà bị dậy thì nè, với lại những mẹ mà có con dậy thì á, là mấy mẹ hay mua về cho con mình xài lắm, nó đỡ làm biếng. Mấy ông chồng mình cũng vậy nữa, mấy anh chả không có biết cách là đưa sữa rửa mặt ra tay tạo bọt rồi mới chét lên mặt đâu, mấy anh chả chét trực tiếp. Nhưng còn cái này là nó tạo bọt sẵn luôn, bơm ra một cái là thành bọt, rửa mặt liền. Và quan trọng là bọt đó, nó sẽ làm cho mình sạch sâu cực kỳ. Và đây là một trong những sản phẩm sữa rửa mặt sạch nhất trong các dòng của hãng ha. Thì mình đưa vào đây mình rửa cho em. Tiếp theo là mình sẽ có một chai toner để cân bằng lớp dầu. Người bị mụn là cái người bị dầu rất là nhiều. Nếu như mình thiếu toner, mình thiếu cái nước hoa hồng để cân bằng á, thì cái nền da của mình nó sẽ tiết dầu liên tục. Và nó sẽ làm nở lỗ chân lông, lỗ chân lông hở ra, vi khuẩn chui vào, sẽ làm viêm sưng nhiều hơn ha. Thì mình sẽ có chai toner mình xịt sau khi mình rửa mặt để cân bằng lại cái làn da và kháng viêm cho mình thêm một cái lớp nữa, để cân bằng dầu, cân bằng da rồi kháng viêm. Sau đó mình sẽ cho em cái gì ạ? Sẽ cho em cái chai serum này lên nha, cho em cái chai tinh chất này lên. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái gì ạ? Một cái tiếp chấm mụn nữa các chị. Đây là một tiếp chấm mụn vô cùng thần thánh luôn. Em này cực hay luôn nha. Mụn các chị đang u nổi lên, mà chuẩn bị nổi lên thôi nha, nó mới nhú thôi. Mình lấy mình bôi lên cho em, trong vòng 1 đến 2 ngày nó sẹp luôn, nó không có thành một cái mụn viêm sưng. Thì như vậy mình sẽ ngừa mụn được, và mình sẽ ngừa thâm sau mụn rất là tốt. Các chị biết là một nốt mụn mà mình để nó viêm lên thì khi mình nặn ra, nó bấy ngày ra, nó dập thịt thì nó sẽ bị sưng, bị viêm ở đây, rồi nó sẽ bị thâm đen. Càng nặng càng đè thì nó sẽ càng thâm. Nhưng mà khi mình có cái này, nó làm cho cái mụn của mình nó không có lên được, nó tiêu luôn, thì mình sẽ không có bị thâm sau mụn ha. Cái này rất là thần thánh nha. Một tiếp này em bán lẻ là 980 đấy, mắc lắm luôn nha. Rồi tiếp theo là một cái tiếp serum nữa nè các chị. Bên Hàn Quốc người ta rất là kỹ tinh chất xài riêng và serum xài riêng nha. Serum riêng nè, Ambo riêng nè, tế bào gốc riêng nha. Tất cả đều được định dạng riêng hết, mình không có xài chung được. Mình không có mặc định chung nó là serum, mà serum là serum nha. Serum là một dạng dưỡng da gọi là siêu sâu á, nhưng mà Ambo á thì nó sẽ làm sao ạ? Một dạng dưỡng da đặc trị hơn, siêu sâu nhưng mà đặc trị hơn. Đấy. Thì hai cái dòng này là các chị có thể xài chung lên một lúc, hoặc là mình sẽ chia ra làm sáng tối cho em. Thường khách em á, em sợ khách bị bí da. Tại vì môi trường của mình không có giống Hàn Quốc các chị, môi trường của mình nó dơ hơn, nó bẩn hơn, nó bụi nhiều hơn. Nên mình đừng có áp ly quá nhiều lớp cho ban ngày ha. Thì buổi sáng em cho khách xài cái này, thì buổi tối em cho xài serum xen kẽ vô. Rồi tiếp theo là đến một cái dòng kem cuối cùng là kem khóa ẩm. Kem này là kem dưỡng da, kiểm soát dầu và kháng viêm trên da mình luôn.
thì tất cả các bộ này đều tập trung kiểm soát dầu, khóa viêm, khóa sưng. Thì như vậy thì sao ạ? Nó sẽ giúp mình đỡ bị mụn nha, cái mụn của mình đỡ bị bùng và nó giảm dịu nhẹ luôn cho mình. Thì một bộ này có 3,4 triệu thôi nha, nhớ chốt cho em mã số 13. Rất đẹp luôn, các chị làm quà tặng siêu sang luôn. Mua cái này sẽ có một cái túi đi kèm để đựng nha. Và nhớ là em tặng cho một chai serum mụn đi kèm luôn. Em này siêu mạnh. Em này được gọi là sản phẩm tấn công vào những cái ổ viêm. Khi nó tấn công được vào thì nó sẽ làm cho mình đỡ bị mụn. Và mọi người có nghe nói mụn mạch lương không? Mụn mạch lương là mụn nó cuộn với da mình như con lương vậy đó. Thì cái mụn đó sau này nó sẽ trở thành sẹo rỗ. Thật ra là khi mà mình có những cái mụn viêm mới lên thôi á thì mình nên trị đi. Mình đừng có để cho nó bị tăng sinh hoặc là lây lan ra thành một cái ổ viêm. Mụn mạch lương là ổ viêm giống như nó đào đường hầm ở dưới da mình vậy đó. Bị như vậy rồi là thế nào cũng thành sẹo. Và sau này khi trị sẹo á, vừa đau, vừa tốn tiền mà vừa bị một cái nỗi khổ là mặc cảm đối với người xung quanh đó các chị. Mụn rỗ nó làm cho mình xấu lắm. Mặt mình nó cứ lỗ chỗ chi chít vậy nè. Mình không có tự tin. Đó. Trời ơi, mới có 13 mã. Rồi mọi người đi đâu hết rồi? Cố lên chị ơi. Thở điệu hết sâu. Dạo này em rất là trâu. Giờ em uống cái bộ Vili á. Ngày xưa em live stream các chị, em live xong về là em nằm vật một đống, không có nói chuyện nổi với ai, không đi nổi luôn, vì đau lưng. Ngồi như vậy nè. Xong rồi còn nhịn tiểu nữa các chị, tưởng tượng coi, ngồi 4 tiếng đồng hồ không đi tiểu luôn. Nhưng mà từ ngày uống Willy vô giờ em trâu bò mà em nói ít bị đứt giọng. Các chị tự cảm nhận luôn, thấy em Vi cũng khỏe hơn nhiều đúng không? Đó, nhờ em uống Willy á. Rồi bây giờ qua cho mọi người sản phẩm đồ ăn đi ha. Mình thay đổi không khí xíu cho nó vui đi. Cho chị lên sô-cô-la Nama đi bé. Bây giờ là đến chương trình ăn uống nha mọi người. Có chị nào mà mới vô sau á, mình chia sẻ live stream giùm em để được free ship nha. Mình tap bạn bè vô coi, hôm nay em like rất là nhiều món. Trời ơi, đi đâu hết rồi ca, còn có nhiêu đó người ạ. Hôm nay chiều thứ bảy mọi người đi chơi hả? Đây các chị, em like sô-cô-la Nama cho mấy chị nha. Mã này em còn trong shop khoảng 7 hộp. Hộp mới luôn hả? Ôi lạy chúa. Vậy ăn hết cái hộp của chị rồi hả? Thôi cái hộp này em không khui nữa nha. Mấy chế bán cái này lỗ ghê luôn. Rồi, sô-cô-la Nama nè. Là sô-cô-la của Nhật. Sô-cô-la đặc trưng của nước Nhật luôn. Mã này thì mấy chị mua sẽ là 290 một hộp. Bây giờ em xả like cho mấy chị còn 180.000 một hộp thôi nha. Ăn sô-cô-la tươi các chị. Sô-cô-la tươi chứ không phải là sô-cô-la khô. Sô-cô-la chất bảo quản nha. Sô-cô-la này ăn được có 15 ngày thôi. Và cái hộp này á, thì đắt của nó là đến... Ủa? Ngày 9 tháng 12. Bây giờ là 20 mấy tháng 11 rồi đó. Cái này đến ngày 9 tháng 12 là hết hạn. Là trong cái hạn đó các chị ăn là sẽ ngon nhất. Còn sau ngày 9 tháng 12 mình để trong ngăn mát mình vẫn ăn được hơn 1 tháng nữa lận. Nhưng mà cái vị của nó sẽ bị bay mùi dần từ từ nha. Có nghĩa là nó không thơm bằng. Rồi nó không có độ dẻo bằng so với lại ở trong hạn ăn. Đó thì mấy chị chốt cho em nha. Tăng độ lên đi. Tại chị ngồi ở đây chị hơi lạnh mà bây giờ chị thấy bình thường rồi. Giảm độ xuống á. Ừ, giảm độ xuống á. Rồi mọi người chốt cho em mã 19 nha. Sô-cô-la Nama 180.000 hộp. Đây, em cầm ngược rồi nè các chị. 180.000 cho một hộp sô-cô-la nha. Mã số 19. À, gần cuối live rồi nên mình đi nhanh nha mọi người. Lên cho chị bánh snack nữa đi bé ơi. Snack chip khoai tây. Hôm nay ai ở lại trong live của em đến cuối cùng là mua mấy cái món hời dữ lắm luôn. Còn nữa không? Có hai màu này thôi. Hai màu thôi chị. Đây các chị, khoai tây chip. Khoai tây chip star của Nhật nha. Cô Kim Anh mã 19. Cảm ơn cô Kim Anh. Cô Kim Anh là hay ăn uống cái hàng nhà con nhất nè. Cảm ơn cô. Rồi mã này là mã bánh snack khoai tây ha. 39.000 một hộp. Các chị lên cho em mã 21. 39k. Hai vị khác nhau ạ. Em có hai vị khác nhau ha. Ai muốn ăn vị gì thì nhắn cho em vị đó. Màu đỏ với màu cam.
hai cái nó khác nhau một chút. Mấy đứa ăn cái này chưa? Cái vị màu đỏ nè các chị, nó sẽ hơi có vị mặn tí xíu ha, tại vì nó có muối. Còn cái vị màu cam bên này á, thì nó, cái này nó có tẩm phô mai không? Vị màu cam nè, ăn chưa? Không nhớ nữa chị ơi. Chị chưa được ăn cái này luôn. Con smell là cái gì? Hình như màu đỏ là muối nhạt thì phải. Màu đỏ là có muối nên là nó sẽ hơi mặn, có muối. Còn cái màu cam này là vị khoai tây bình thường á mọi người. Lên cho em cái này 39.000 hộp ha, mã số 21. Rồi. Hết chỗ để luôn. Chả mang. Dục lại cho không muốn biết đi. Ok. Rồi, tiếp theo là lên cái mã bánh chuối này mọi người. Bùi Thương 2 hộp đông trùng. Rồi, chốt cho chị Bùi Thương 2 hộp đông trùng. Bánh chuối, bánh chuối, bánh chuối mã 28 mọi người. Mã này á, em bán lẻ 120.000 hộp. Đang sale còn 75k một hộp thôi nha. Bánh này là bánh bông lan kẹp nhân chuối. Thơm siêu thơm mà cũng mềm ơi là mềm luôn. Các chị nhìn cái bánh bông lan tươi này nè. Nó mềm mại cực kỳ ha, nên những người lớn tuổi á mà răng yếu á là ăn cực ngon mà siêu thơm luôn. Bánh này ngon lắm các chị. Bánh này là không cần quảng cáo luôn nha. Mọi người chốt cho em mã 28 75.000. Đắt cũng xa lắm nha các chị. Đây nè. Đát tháng đát này là đát tháng 1 năm 2023. Tháng 1 hay tháng 10 đi. Xin lỗi tháng 10 nha các chị. Ơi xin lỗi tháng 1, 13 tháng 1. Ngày 13 tháng 1 2023 nha. 75.000 hộp. Một hộp này nó sẽ có 5 cái thôi các chị, không có nhiều đâu. Ăn rất là ngon. Bánh rất là mềm luôn nha. Cứ nhìn cái hộp bánh là thấy mềm rồi ha. Mềm ngon, mịn. Ok. Mã 21 2 hộp màu cam. Mã 11 full size nha em. Rồi các chị cứ chốt thoải mái đi, hôm nay em sale nhiều lắm. Mọi người cứ chờ ở trong live em nha, hồi còn lên nữa. Bánh này kêu bánh gì đi? Bánh choco, bánh choco pie. Các chị, bánh choco pie của Nhật nè. Phước gì được ăn. Trời ơi, nhìn vô cái chảy nước miếng luôn, đến giờ cơm rồi mấy chị. Bánh choco pie của Nhật ha. Rồi. Để coi con hộp bánh này nó bao nhiêu cái. Nó bắt trước đi em chị. Coi anh chị coi hộp bánh nhiêu cái vậy. Trong trong hộp nó không để thôi. Không để thì khui ra coi thử coi. Ăn thử. Chị chuyện cái lời mọi người quá vậy. Chị ơi. Ơi, có điện thoại đây, em quay nguyên một cái clip, nguyên một vàng con mắt nó đổ vô đây nè các chị. Mỗi lần em la bánh là nó mừng lắm. Đây ha, đây là trời khiến á. Tại vì sao cái hộp bánh nó không có để. Không phải, trời thương mấy đứa. Trời thương mấy đứa, à, ok. Mở ra cho mọi người coi bánh choco pie. 2, 4, 6 cái. Này đủ không? Đủ. 2, 4, 6 người trên đây hả? 6 người. Rồi, một hộp bánh là gồm có 6 cái nha mọi người. Bánh choco pie đang sale cho mọi người luôn. Mở ra coi luôn chị. Mã 22 85.000. Mở ra ăn luôn chị. Mở ra ăn thử chị. Rồi tôi bay chảy nước miếng ha. Chuẩn bị. Thôi cắt sạch cắt rồi 6 miếng nhỏ thì chị. Có người chảy nước miếng trước. Thấy rồi, nó đang đứng bệnh nó liếm mép rồi mày. Cắt ra 6 miếng nhỏ. Đây mấy chị, một cái bánh choco pie. Trời ơi, phủ sô cô la đầy nhóc của Nhật luôn. Em cắn cái nha. Mọi người đừng chửi em nha. Giờ này đang bụng. Rồi đang đói bụng nữa. Đúng giờ luôn, nãy giờ em ngồi em like 3 tiếng một hồi. 85.000 một hộp 6 cái. Bánh choco pie của Nhật. Cho các chị coi đát luôn, tháng 3 năm 2023 nữa. Rồi chốt hạ liền tay cho em nha. Mã số 22. Quá đã luôn. Rồi bánh choco pie. Nhìn cái bánh MV ăn là thấy ngon rồi. Chia nhau ăn đi mấy đứa. Mỗi lần la đến tiếp mục này là chảy nước miếng với lại bị lỗ. Mã này em bán lẻ 110.000 lận nha, sale cho mọi người còn 85.000. Thấy thằng Trung tích cực dữ thợ luôn á. Có ăn tích cực luôn. Rồi mã 22 lên mã 23 nữa mọi người. Toàn là bánh mới không các chị. Đây. Bánh này là bánh quy, phủ sô-cô-la, ở trong còn kẹp nhân kem nữa.
Bánh này lên cho em mã 23 65 nghìn. Bánh chocoba là 85 nha. Có cần chồng lên đây cho mấy chị nhớ là nãy giờ like bánh gì không? Chocoba nè, 85. Bánh này thì 65 nghìn hộp. Siêu ngon luôn á. Mới bả luôn. Quên nhận xét cho mọi người nghe cái bánh này nữa. Ăn hết trơn rồi. Bình thường mình ăn bánh chocoba á, ở chính giữa nó có một cái miếng kẹp. Ăn vô nó cứ dạng mà nó dính dính á. Còn cái này ở chính giữa nó kẹp cái nhân gì mà các chị cắn một cái là đứt, cắn cái là đứt. Mà nó mềm mà mùi sô-cô-la nó quyện ở bên ngoài nó rất là sánh nha. Nó không có bị dính kéo dài cái miếng chính giữa. Nói chung là siêu ngon luôn á. Vị ngọt thì cũng vừa phải, nhạt, vừa chứ không có quá béo. Sô-cô-la thì có vị hơi đắng một chút nha, mà đắng thì mới xịn. Động lại trong miệng em giờ là vị đắng của sô-cô-la. Mà ngon đó các chị. Tiếp theo nha, mã 24. Đây. Mã này các chị làm quà tặng hoặc là cho con mình ăn được ha. Đây là sô-cô-la mà bên trong nó có rất là nhiều hạt. Ở này em đang cầm trên tay em nè. Mã này á, là nó ở trong nó có chứa hạt maca. Sô-cô-la mà bên trong nguyên hạt maca luôn ha. Mã 24 lên cho em 75 nghìn. Tất cả các hộp này đều là 75 nghìn hết. Bên này á, là kẹp hạnh nhân nè. Còn bên này cũng hạnh nhân luôn. Mà bên xung quanh cái hạnh nhân nó sẽ có những cái hạt nhỏ 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 luôn. Là cũng hạnh nhân nhưng mà hạnh nhân nhỏ rời các chị. Nó bọc bên ngoài. Thì mình sẽ có 3 loại khác nhau nha. Mấy chị sẽ lên cho em theo đúng mã nè. Sô-cô-la mà có bọc maca thì lên cho em mã 24. 24 sô-cô-la maca nha. Rồi mã 25 là sô-cô-la hạnh nhân mà có những cái hạt xung quanh. Mã 26 là sô-cô-la hạnh nhân. Cho các chị mình theo từng mã nha. 24, 25, 26 tất cả đều 75 nghìn hết. Được chưa ạ? Và đáp của mấy cái thằng này á, đều là tháng 4 năm 2023. Tháng 4 2023 nha. Có cái hộp maca này nè, là đáp tháng 2 thôi, 2023. Rồi được chưa các chị? Hôm nay làm đồ ăn không luôn. Bánh không luôn á. Chị Nguyễn cho em mã 24 hai hộp. 24 là maca nha, đáp tháng 2. Rồi, 25 là maca có cuộn hạt. Đáp tháng 4. 26 là mắc, xin lỗi, cái lộ maca hạnh nhân. Hạnh nhân nha, hạnh nhân nguyên hạt luôn. 75 nghìn hết nha các chị. Rồi em xuống cái mã này. Lên cho mọi người tiếp theo đó là collagen. Collagen lụ nhà em còn 10 hộp. Hộp nguyên nha, không có bị mớp các chị. Còn lại có 10 hộp thôi. Đâu đó 100 mấy chục hộp luôn á. Mà còn có 10 hộp. Hôm nay xả sale cho mọi người luôn. Mã 18 collagen lụ. Một gói của nó là 3000mg. Một ngày uống 2 gói là hơn cái liều mình phải uống mỗi ngày nha. Chị có đọc feedback chưa? 250, sale còn 150.000 hộp. Và đát thì siêu xa luôn các chị. Đát đến tháng 7 năm 2024. Mã này các chị mua để uống, hoặc mua để đắp mặt nạ, hoặc là mua để làm quà tặng cũng rất là ok nha. Collagen lụ mã số 18, 150.000 một hộp, 30 gói. Nếu một ngày uống một gói là sẽ uống được 30 ngày. Cái này á, là em khuyên mọi người một ngày nên uống 2 gói cho nó đủ liều nha. Thì uống được 15 ngày. Thì một cái quy trình uống của mình là nên uống 3 tháng, rồi mình ngưng 3 tháng sau mình mới uống lại. Thì các chị có thể chốt một người 3 hộp, 4 hộp, 5 hộp tùy. Nhưng em còn đúng có 10 hộp thôi nên mình chốt cho em nhiêu đó nha. Mã số 18, 150.000 à. Collagen lụ. Trong collagen lụ có chứa luôn probiotic nha và vitamin C. Các chị sẽ biết là khi uống collagen á, kèm theo vitamin C thì nó sẽ giúp mình hấp thụ collagen một cách triệt để và hiệu quả nhất vào trong người nha. Kèm theo trong đây là một cái men probiotic để gia tăng độ gì ạ, hoạt động của vi khuẩn có lợi đường ruột để nó tăng hấp thụ collagen vào trong người. Vậy thì đây là một cái combo mà có đến 3 thứ tập trung vô đây cho các chị uống luôn. Và hàm lượng một gói nó đến 3000mg, cao hơn rất là nhiều nha.
Rồi mã này 18 chốt cho em 150.000. Rồi tiếp theo là một mã bánh để đem đi tặng này các chị. Đây. Bánh để đem đi tặng ha. Bánh này rất đẹp luôn. Mã bánh này của ở đâu vậy bác? Châu Âu. Châu Âu. Để cầm ra đây coi coi xem đây. Cái vỏ của nó thì nó in là của thằng Anh. Của nước Anh đó các chị. Bánh này ở đâu vậy ta? Bánh này được nhập khẩu bởi công ty ở Việt Nam mình đây. Hà Nội. Nhập khẩu bởi công ty ở Hà Nội nhưng mà được sản xuất tại, đọc không ra luôn, UK là của Mỹ hả? UK là Anh đúng không? Anh á, UK là của Anh. Đúng rồi, bánh của Anh nha các chị, được nhập khẩu trực tiếp 100% ở Việt Nam. Cái hộp bánh này là 250.000 các chị, kèm luôn cái túi để cho các chị đựng. Mã bánh mã 27 này lên cho em là 220 nha, em sale cho mấy chị 30.000. Mã 27. Mã này là mã bánh ba thứ khác nhau. Mọi người dòm cho em đây nè. Ở đây sẽ có những cái bánh vòng nè, bánh quy nè và có những cái bánh ống kẹp nhân ở trong này luôn ha. Có nhiều đai bánh trong này, hộp bằng thiết. Rất là sang nha. Nãy giờ mình đi tiện chi đi, có cái gì của anh này. Không để ý, dòng bánh này nó quá mới. Rồi. Đựng hết trong một cái túi luôn nè các chị. Nha, bánh này để các chị đem biếu tặng rất là sang. Bánh của anh nha. Đây, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Rồi mọi người chốt cho em mã 27 ha, mã 27. Mã 27. Nhà em về bánh mới liên tục luôn các chị. Bánh nhập khẩu không? Rồi tiếp theo là mã 29. Cho chị cái coca lên đi. À quên cái vụ bánh chocobai á. Bánh chocobai mấy đứa cho chị cái lóc đi. Nói khách nào mua được cái lóc lấy luôn cái lóc cho nó đẹp. Ừ, bánh chocobai các chị là nó có cái lóc luôn nha. Ví dụ mua một hộp vậy nè thì nó sẽ có một cái lóc luôn 5 hộp. Các chị nếu mà mua luôn được lóc á thì mua giùm em cho nó dễ ship. Tèn tèn tèn. Xin xin xin. Rồi cái này nó ngã tới ngã lui, đứa nào dùm cho chị coi. Đây. Đây là một lon coca nhí các chị, nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay của em. Nha, đây là coca Nhật mini. Siêu nhỏ luôn. Một lon coca này là dung tích của nó được có 100ml. 100 mấy? 100ml. Một lon này là được 100ml, có 72kcal thôi. 160ml hả? Sao ngoài đây nó ghi có 100 vậy? Ngoài thùng nó ghi là 160 nữa. Nó ghi đây có 100. 160ml cho một lon nha các chị. Đây. Coca nhí. Một thùng của nó là được 30 lon. Thùng của nó đây. Có đứa nào cầm dơ lên cho chị không? 160ml một lon và một thùng của nó là sẽ được 30 lon nha. Nếu mà mua một thùng á là giá của nó sẽ là 550. Nhà MV đang sale cho các chị còn 480 chốt trong livestream một thùng như thế này. Ha, coca Nhật 480.000. Hôm nay mình chốt cái lon này nè, lẻ lon mua về uống thử. 5 lon 90.000. Lên cho em mã 29. Coca mini nha, coca mini. Lẻ lon là em bán một lần 5 lon chứ không có bán lẻ từng lon. 5 lon là 90.000 để cho các chị về uống thử nha. So, cái này là Coca-Cola vị gọi là vị nguyên bản của Coca luôn á. Ok bác, để cái thùng xuống được rồi, cho chị cái đát đi. Đây nè, tháng 8. Tháng 8 năm 2023 nha, đát xa lắm các chị. Cái này là để làm quà Tết được. Xong rồi mua để nhà uống được, khách tới nhà mỗi người lon vậy vừa đủ. À, không cần ngồi đợi lâu. Rồi bánh choco bay nè các chế. Mua một hộp là nó như vậy ha.
còn mua cho em một lốc như vậy luôn, là các chị cầm nguyên lốc rồi nè, em sẽ ship lốc cho mình, được chưa? Em sẽ ship một lốc này cho mình luôn ha, 5 hộp. Ok, còn cái này là bánh cho cô chip đúng không? Em đưa chị cái này đi. Còn nãy là cái bánh quy á, mà phủ sô-cô-la bên ngoài á, thì nó cũng có lốc 5 hộp như vậy luôn nè nha. Ai mua được lốc như vậy thì nhắn cho em lốc luôn. Ok, đến đâu rồi ta? Bánh chuối có lốc luôn hả? Ok chị ơi, bánh chuối có lốc luôn. Chị nào chốt bánh chuối thì nhắn cho em. Đây là một dòng bánh chuối có 75.000 cho một hộp thôi. Một lốc của nó là các chị lên cho em mã số 28 nha, lốc 5 hộp. Ok rồi, đồ ăn là gần hết rồi đó mấy chế. Rồi còn gì nữa không? Ê, cái cây thử của chị đâu, có cái nắp nè, đóng cái nắp lại để quên bé. Này cái máy. Kem bếp tay đỏ dùng rất căng bóng trên da, rất là mềm mịn và dùng cả được sáng và tối luôn. Kết hợp với serum đỏ thì mờ thâm mụn rất là nhanh. Cảm ơn một cái feedback rất là xịn của em Bùi Thương luôn. Cảm ơn em rất là nhiều nha, gửi tặng quà liền cho em luôn. Cảm ơn em Bùi Thương. Đây các chị ơi, kem bếp tay đỏ. Nãy giờ em sức mặt em vẫn đang căng bóng nè các chị. Mã này á, là cái đợt em đi Hà Nội chơi á, đi chung với lại một nhóm bác sĩ nam. Trời ơi mấy anh bác sĩ nam sức cái này nè, cả một ngày da mấy anh chả căng bóng lồng lộn, mình gọi là rồi đậu trượt chân, nhìn rất là sướng con mắt. Chị Tuyết Nhung ghi mã số rồi. 29 giùm em nha, một thùng Coca. Ok, để khoan để chị coi còn thiếu gì nữa không. Cho lên mã 30 tiền bản kinh luôn. Mã này em bị sót hoài. Ủa sai. Này, lên mã 30. Mã này mã cuối cùng nè các chị, mà em đẩy lên trên luôn nha. Mình còn rất là nhiều mã luôn. Mọi người đợi em đừng đi đâu hết. Đây là viên uống tiền mãn kinh, được chiết xuất từ 17 loại thảo dược thiên nhiên của Nhật Bản. Và đây là một dòng tiền mãn kinh cực kỳ nổi tiếng của hãng Kobayashi, mà đến cái tuổi khoảng từ 40 trở lên là chị nào cũng đi tìm tiền mãn kinh để uống hết ha. Đây là một hộp lớn của nó luôn. Hộp này là được 840 viên, mình sẽ uống 70 ngày. Thì giá của một hộp này đâu đó khoảng 950 tiền mãn kinh. Riêng nhà em về đợt này có 4 cái hộp nó bị mốp, có nghĩa là cái bao bì của nó hơi bị xấu một xíu nè, do vận chuyển á các chị. Thấy không? Hơi bị mốp, bị cấn, hơi bị lằn tí xíu. Thì nhà em đang sale cái này nè, tiền mãn kinh. Hôm bữa mình ghi giá tiền mãn kinh mình sale nhiêu quên rồi ta. 950 đang sale còn 750.000 hộp các chị, giảm được 200.000 luôn nha. Viên uống tiền mãn kinh. Đây. Mọi người nhìn xung quanh cái hộp tiền mãn kinh này đều là thảo dược hết ha. Tất cả đều là thảo dược thiên nhiên hết. Đó. Một ngày các chị uống cho em 12 viên nha. Một ngày uống 12 viên. Đúng rồi. Một ngày uống 12 viên chia làm 3 lần uống, cho cái lượng mà để bổ sung cái nội tiết tố cho mình đó, bổ sung cái cho mình giảm tiền mãn kinh. Là những người mà vậy nè, hay bị nóng bức, hay bị trằn trọc khó ngủ, hay bị cáu gắt cọc cằn, rồi kinh nguyệt nó không đều, lúc có lúc không, hoặc là nó có mà nó rất là ít, thì nó dễ như sao ạ, dễ bị tắc kinh. Thì phụ nữ mình mà tắc kinh sớm á, thì mình sẽ xảy ra những trường hợp nè, nám, lão hóa, rồi sao nữa ạ, thiếu hụt nội tiết bên trong á, thì mình quan hệ không có được nha, nó rất là đau rát và nó rất là khó khăn. Thì mình nên kéo dài càng lâu cái triệu chứng mãn kinh cho em càng tốt, đừng để nó bị mãn kinh sớm ha. Thì cái này từ 40 tuổi, 35 tuổi trở lên là bắt đầu uống được rồi đó. Hoặc là chị nào thấy mình kinh nguyệt không đều thì mình uống nha. Rồi cái hộp này một ngày mình uống cho em 12 viên, chia làm 3 lần uống, cứ mỗi lần uống 4 viên, uống được 70 ngày nha, 750.000. Hãng Kobayashi của Nhật. Và đát của nó là siêu xa luôn rồi các chị. Chỉ bị cái hộp nó hơi xấu thôi. Tháng 4 năm 2025. Được chưa ạ? Em có 4 hộp. Đây. Ai chốt thì chốt nhanh cho em nha. Cho chị lên 4 hộp. 4 hộp.
Đây, em có bốn hộp nó hơi bị cấn mốp tí xíu nè. Cái đầu nó không được đẹp nha. Mọi người có thấy không? Đấy, hơi bị mốp mốp tí xíu thôi chứ không có nhiều. Có hộp đắt tháng 4, có hộp đắt tháng 5 nha mọi người, mà đều là năm 2025 hết. Rồi có 4 hộp thôi, 750, siêu rẻ rồi, các chị chốt cho em nha. Ok, cắt đi đấy. Đó là tiền mãn kinh. Bây giờ qua cho mấy chị là viên uống làm trắng da Lutathione. Ủa đâu rồi? Lutathione đâu? Đây. Mã số 16, uống trắng để làm đẹp ăn Tết ha. Cái hộp này là chứa trong đây là Lutathione nè, kèm theo một cái hàm lượng nữa đó là NMN và 5 ala. Thì NMN hồi nãy em có nói rồi là làm trẻ hóa, đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào của cả cơ thể. Và trong đây còn chứa thêm thành phần 5 ala. 5 ala này nó sẽ giúp làm gì ạ? Chống lão hóa từ bên trong nha, và giúp cho mình giảm được vừa cái lượng nước gọi là đường huyết, vừa được mở máu nữa. 5 ala nó đóng vai trò là sẽ đào thải cái lượng đường ở trong người của mình, chuyển hóa cái lượng đường trong người của mình. Nói chung là mình uống cái này vô là nó sẽ có tác dụng vừa cái đường huyết, vừa cái mỡ máu nha. Rồi lại vừa giúp mình làm trẻ hóa cả các tế bào bên trong, lại giúp mình làm trắng da, tại vì hàm lượng Lutathione trong này rất là cao. Thì đây là một viên uống để làm sáng, làm mờ nám. Nói nôm na vậy cho mấy chị dễ hiểu. Một hộp uống một tháng trị giá 1,6 triệu. Và bên em đang mở sale sản phẩm này là tặng quà cho mọi chị nha. Mua một hộp tặng một hộp size C. Hộp tặng đâu rồi? Đây các chị. Đây là viên uống vitamin C mà trong đây có chứa B5 nữa. Thì cái dạng vitamin C này em hay bán cho khách mà điều trị thâm với điều trị nám. Thì một hộp này là 100 viên. Thì giá của nó sẽ là 350 một hộp. Thì hôm nay các chị nào mua cái này để uống trắng da nha, làm trắng cấp tốc để ăn Tết, thì em sẽ tặng cho mình mã số 16, một hộp Lutathione tặng một hộp Sinol C, 1,6 triệu một hộp. Lên cho em mã số 16 ha. Rồi mình sẽ còn vài mã nữa, mình sẽ qua luôn cho nó xong cái like ngày hôm nay. Đó là mã ủ tay nha. Ủ tay mới về luôn các chị. Đập ủ tay đâu. Ở đây nè, lấy rào nào không hay luôn á. Đây các chị, mặt nạ dành cho tay. Nếu như mình dùng đúng từ của nó luôn ha, mặt nạ để mà mình dùng cho cái đôi bàn tay của mình. Mặt nạ mình đeo vô giống như cái bao tay vậy đó, thì mình ủ cho em 20 phút. Mình lột cái đó ra xong thì mình sẽ thấy cái tay của mình từ nhăn, từ khô, từ ráp, nhìn nói chung là nhìn rất là xấu á. Sẽ chuyển sang thành một cái tay rất là mướt, rất là mềm mượt, và nhìn nó sáng lên thấy rõ. Đây là mặt nạ ủ dành cho cái da tay. Thì mặt nạ ủ này giá của nó là 120, nhà em đang sale còn 99k một gói. Các chị lên cho em mã số 15 nha. Mã này là mã hỗ trợ nè, giá rất là rẻ luôn. Và mình sẽ chốt cho em nha, một bịch này là được 6 gói, ai lấy được bịch này thì nhắn luôn. Còn mua một cái ủ tay là như thế này nha. Trong đây nó sẽ có một cặp bao tay và mặt nạ bao tay cho mình ủ vô. Mã số 15 lên cho em nha. Ủ tay 120, sale 99.000. Coi còn thiếu mã gì nữa không, để lên luôn. Rồi tiếp theo là mã gừng. Ủ tay này qua nha mấy chị. Ủ tay này thì rất là dễ như mặt nạ đắp vậy thôi, không có gì khó hết. Rồi chuyển cái thùng này xuống đi, cho cái thùng gần qua mình chị. Lên mã này nữa là mình nghĩ nè các chị, mã số 14 rất là dài luôn. Em sẽ phân tích cho mấy chị. Hôm nay chương trình live Black Friday nha. Tất cả các hãng đều làm Black Friday hết. Trong đó có hãng đây. Không được. Để đây đi. Cho mấy chị lên bộ nấm. Bộ nấm này giá của nó là 1,170,000. Hãng đang sale còn có 963.000 một cặp thôi. Đang sale sâu luôn các chị. Đây là một bộ dầu gội xả cực kỳ xịn sò, cực kỳ cao cấp, mắc nhất trong tất cả các loại dầu xả, dầu gội em đang bán. Và chỉ cần gọi một lần
ha. Tóc mình sẽ rất là mềm mượt, suông mềm, vào nếp. Mà đặc biệt là mấy cái tóc mà sơ nát yếu á, nó sẽ phục hồi ngay lập tức sau khi mình gọi xong một đúng một lần. Và giá của nó mắc như vậy là tại vì nó dùng những cái dưỡng chất, những cái tinh chất trong này rất là đắt đỏ, rất là quý giá, là nấm chất phơ của Đức và trứng cá tầm của Pháp đưa vào đây ha. Thì nó sẽ dưỡng tóc cho mình rất là nhiều luôn. Thì một cặp này giá của nó sẽ là 963.000 nha. Mọi người nhớ cho em nè, mà like đặc biệt luôn, mã số 14. Mua một cặp này sẽ được tặng một cái ủ tẩy da chết bồ đào, mà ủ làm trắng sáng da. Cái ủ đâu rồi? Cho chị cái ủ đó đi. Cái này hả? Đây các chị, mình sẽ được tặng một cái ủ tẩy da chết bồ đào này nè. Giá của nó là 480 thôi bác. Đây, các chị sẽ được tặng một cái hộp này nha. Có nghĩa là mua một cặp được giảm giá siêu sâu luôn. Bình thường em sẽ bán lẻ cái này là 1.170.000, bây giờ sale còn 963. Đặc biệt là mình sẽ được tặng một cái ủ tẩy tế bào chết, ủ làm trắng nha, và thay thế cho tẩy tế bào chết được luôn. Tại vì trong đây nó có rất là nhiều những cái hạt, nó giúp cho mình làm massage trên da, làm sạch đi những cái tế bào chết nhỏ trên da của mình, làm cho da mấy chị vừa mịn và vừa sáng lên luôn. Một tiếp này trị giá là 488.000, thì hãng nó tặng luôn cho mình nha. Trong live ngày hôm nay áp dụng cho những chị có chia sẻ live stream nha. Ví dụ như chị Bùi Thương đi mua một cặp này, chia sẻ live stream thì sẽ được tặng một cái tiếp này. Rồi đây là chương trình tặng cho dầu nấm. Rồi tiếp theo là đến sữa tắm các chị. Sữa tắm trắng da. Đây, mã này cực kỳ hot ở chỗ là cho mấy chế mà bị viêm lông sử dụng nha. Chưa có cái mã nào mà xài cho viêm lông mà xịn sò như cái thằng này cho em. Sữa tắm trắng dưỡng ẩm cánh hoa hồng Damas, mà cái mùi hương của nó là một cái mùi hương là thơm, mà thơm kinh khủng luôn, của hoa hồng nha. Mà nói là hoa hồng không phải hoa hồng bình thường, hoa hồng trăm cánh Damas đó. Đấy, thì các chị mua một chai này giá của nó là 488.000. Mã số 14 luôn, lên cho em sữa tắm, hồi nãy là dầu gội nha. Mã số 14 sữa tắm. Mua một chai này giá sale còn 369.000. Mua hai chai là một cặp. Tặng luôn một cái ủ để tắm nha, hỗ trợ chung với nhau luôn. Ủ cái này xong lấy sữa tắm tắm lên cho em. Những người mà bị viêm lông á, sẽ cảm thấy nó dịu đi rất là rõ. Tắm cái này là sữa tắm cấp ẩm mà, trong đây nó có chứa rất nhiều HA cấp ẩm. Mình tắm vô xong da mình rất mềm, rất sáng, rất thơm nha. Một chai 369.000, mua hai chai được tặng một cái ủ, được chưa ạ? Rồi ví dụ như hôm nay các chị nha, mua cho em một cặp nấm này nè. Rồi mua cho em hai chai sữa tắm này luôn, là ba món. Có nghĩa là hai chai sữa tắm và một cặp nấm, thì thay vì mình sẽ được tặng hai cái ủ, thì bên em sẽ đổi lại cho mấy chị nha, là em sẽ tặng cho mấy chị một cái máy sấy hoặc là một cái lược điện. Đây, một cái lược điện massage của Nhật. Cái lược điện này trị giá của nó là khoảng 450.000 cho một cái. Cái lược chải bằng điện để nó đẩy sâu cái dưỡng chất và nó lưu thông máu huyết trên da đầu của mình, kích thích cho tóc của mình mọc thật là nhiều. Một là lấy cái lược điện này nha, hai là các chị sẽ lấy máy sấy tóc, được chưa? Ủa nếu mà mua ba cái này có được tặng cái ủ nữa không? Không, mua ba cái này là không có được tặng cái ủ nha các chị. Có nghĩa là mua hai cặp này, hai cặp sữa tắm với lại một cặp nấm thì sẽ được tặng một cái máy sấy tóc. Chị nào có máy sấy tóc rồi thì lấy qua cái lược điện nha. Máy sấy tóc của hãng là siêu xịn sò luôn, có hai chức năng nóng và chức năng sấy lạnh. Và cái độ gọi là độ quát nặng của nó đó các chị. Máy sấy tóc siêu mạnh, dòng này dành cho salon tóc nha. 1800W, thổi gió cực mạnh luôn. Mình sấy tóc rất là mau khô, mà nó có hai chức năng nóng và lạnh, em rất là thích. Mình vừa gội đầu xong ra nha, tóc mình nó đang bị ướt và nó đang bị lạnh, thì mình nên dùng chức năng sấy gió và sấy lạnh để thổi cho tóc mình nó khô. Sau khi nó gần khô thì mình chuyển sang chế độ nóng để mình sấy tóc và mình tạo nếp. Còn mà vừa mới tắm xong ra, mấy chị quất cái máy sấy tóc ở nhà, nó thổi gió nóng hổi luôn, nó sẽ làm cho da đầu của mình bị sốc nhiệt. Từ lạnh sang nóng, da đầu mình sao ạ? Đang xe khít lỗ chân lông, mình nở lỗ chân lông ra, cọng tóc rơi theo. Đứt cọng tóc, mất cọng tóc. Chị lấy cặp sữa tắm nó được máy sấy tóc không em?
À, lấy cặp sữa tắm là được tặng cái ủ bồ đào nha chứ, không có được tặng máy sấy tóc. Ba chai sữa tắm thì được tặng máy sấy tóc, có nghĩa là cái combo của hãng nó ra chương trình là các chị mua từ 3 món trở lên nha, 3 món trở lên bất kỳ thì mình sẽ được tặng máy sấy tóc. Để máy sấy tóc mắc lắm mấy chị, máy sấy tóc này là không có bán luôn, hàng này không bán chỉ tặng thôi. Giá của cái máy sấy tóc này tầm khoảng 700 hay 800 gì một cái. Hãng nó có, hãng có đăng bán với giá là 499.000 nhưng mà rất mắc. Thì thay vì mình mua 499.000 mình để mình mua sản phẩm tóc rồi mình được tặng sướng hơn nha. Rồi. Nói chung là mua từ 3 món trở lên của Wellia thì được tặng ha. Một là lược điện, hai là máy sấy tóc. Được chưa ạ? Rồi bây giờ nè, mình sẽ qua cái sản phẩm tiếp theo nữa, đó là sản phẩm gừng nha. Cặp nấm này thì hơi bị rén, hơi bị mắc. Các chị lên cho em cặp gừng của nó đi. Gọi xả gừng. Đây. Sản phẩm này em đã gắn liền với nó hơn 2 năm rồi các chị. Từ lúc em sanh thằng cu em đến giờ luôn, là thằng cu nhà em 3 tuổi. Là em gọi liên tục cái sản phẩm này là không rời được luôn á. Tại vì em đã từng đổi qua sản phẩm khác. Nhưng mà đổi qua sản phẩm khác á thì nó chỉ làm cho tóc mình nó mềm, nó mượt thôi. Nhưng nó không có mọc tóc và tóc nó rụng nhiều hơn. Nên là em phải gắn bó với cái thằng này luôn đến giờ luôn 3 năm rồi đó. Nha. Cứ gọi vô là nó sạch gầu nha, sạch gầu và nó cực kỳ mọc tóc, tóc nó mọc lĩa chỉa luôn, tóc con mọc rất là nhiều nha. Và trộm vía các chị, mọi người nhìn thấy tóc em đây nó đỏ ghê không? Đây nè, chỗ này của em bình thường nó bị hói luôn, hói luôn á. Hôm nay là gần như tóc em nó mọc trở lại bình thường rồi ha, rồi tóc con em mọc cực kỳ nhiều nè. Ở bên này nè các chị, trời ơi, đây nè, gọi là siêu siêu thay đổi luôn. Ngày xưa là cái đường trong tóc của em nó vô tới đây nè. Nhìn cái trán của em nó bị dồ lên luôn á chị. Do mình gọi là tóc mọc nhiều nhưng mà vẫn rụng nha. Nhờ gần một tháng rưỡi nay em uống Vili á, em thấy nó cải thiện rất là nhiều luôn, đặc biệt là ở cái tóc. Gần như tóc em không có rụng nữa. Rất là hay luôn các chị, nó gần như nó hết rụng rồi, nó chỉ rụng ở cái mức độ bình thường như tóc bình thường của mình rụng thôi. Chứ nó không có ra từng nấm hay nó ra từng gọi là từng cục như mỗi lần mình gọi đầu á. Tóc mình nó rơi ra mà thấy thảm luôn. Bây giờ tóc em hết rụng kiểu đó rồi mà chỉ mọc thôi. Cho nên là nói chung là trộm vía. Rất là thích luôn. Ok, cái cặp này là giá của nó 680 thì đang sale còn 550 thôi nha. Cặp gần này 550 nè, thì các chị mua một cặp gần kèm hai chai sữa tắm thì được tặng một cái máy sấy hoặc là một cái lược chải điện. Hoặc là các chị mua một cặp gần chung với lại một cái serum tóc nè, serum tóc cũng đang sale luôn các chị. Đây. Serum tóc của Wellia. Thằng này được gọi là huyết thanh mọc tóc, siêu thần thánh luôn. Em để ngược nè. Đây các chị. Huyết thanh mọc tóc. Một hộp của nó có 8 lọ. Và với một hộp này nè, nó sẽ kích thích mọc được 12.000 sợi tóc khác nhau trên cái da đầu của mình ấy. Nha, cứ gọi đầu xong tóc còn ẩm ẩm thì các chị nhỏ cái chai này cho em. Một chai đó thì mình sẽ xài được khoảng 3 ngày nha. Rồi nguyên một lốc này thì mình xài đâu đó được khoảng tháng là nó hết 8 chai nha. Nó như serum vậy đó, mà thay vì serum dành cho mặt thì cái này là serum dành cho tóc. Nó sẽ kích thích tóc mình mọc rất là nhiều nha, kích thích những cái chân tóc của mình đó mọc nhiều hơn. Thì một cái chai serum như vậy là 850, em đang sale còn 765.000 cho một set, một combo nha, một hộp này luôn. Sale rất là rẻ luôn các chị, 850 sale bằng 765.000 ha. Bé ơi, mua một gừng với một cái này có được tặng máy sấy không? Mua một gừng với lại một serum tóc được. Được. Wow, vậy luôn hả? Rồi các chị nghe lời chương trình giùm em ha. Mua một cặp gừng với lại một cái serum tóc thì sẽ được tặng một cái lược điện hoặc là một cái máy sấy. Được chưa ạ? Còn nếu mà mua một gừng chung với sữa tắm thì phải mua hai chai sữa tắm hoặc là mua ba món khác nhau. Nhưng riêng gừng kết hợp với sản phẩm này thì sẽ được tặng nha, là hai món là được tặng. Ok. Còn mình mua sữa tắm bình thường mà muốn tặng máy sấy là ba chai. Ủa nhìn coi. Có cái cặp này là em thấy khuyến mãi sâu nhất. Cặp này là còn 963.000, mã số 14 và được tặng một cái đây.
một cái tuyết tẩy tế bào chết mà ủ trắng da bồ đào của hãng Wellea. Trong đây nó chứa cái gì các chị biết không ạ? Chứa niacinamide nên nó làm sáng, giống như cái chai mà tinh chất dành cho da này, nhớ không? Chai này là tinh chất, là serum dành cho da, chứa niacinamide làm sáng da, làm mờ đốm nâu. Thì cái thằng này trong đây nó cũng chứa niacinamide để làm sáng da toàn thân cho mình luôn, tổng thể. Rồi các chị ơi, chốt hạ nha, các món này là hôm nay đến đây là hết nè. Mọi người coi lại giùm em coi có muốn sale thêm cái gì nữa không thì nhắn cho em để like sao em chuẩn bị. À quên nữa, còn mã số 20 máy massage cổ nữa. Trời ơi, ngồi tới ngồi lui nhìn thấy cái tin nhắn nó bị sót. Cho chị máy massage cổ lên đi em, chờ em lên cho mọi người máy massage cổ luôn nha. Tiếp bắt nữa hả? Mặt nạ mắt này để lạnh đắp bao phê, làm giảm thâm quầng mắt, còn xóa tan khóe mắt luôn. Ôi cảm ơn chị Phương Nhi nha. Ôi mọi người ơi, em quên tiếp bắt của mọi người rồi. Em tặng chị Nhi nha. Thanh Kiều chị, Thanh Kiều chị Nhi. Tóc em là tóc dầu, dùng bộ gừng màu trắng, tóc bớt dầu rất nhiều. Và tóc con mọc giả luôn. Mọc da rất nhiều. Đặc biệt là chai xả có mùi hương hoa làm cho tóc mình rất là thơm lâu. Ôi cảm ơn chị Bùi Thương, chính xác luôn mấy chị. Có nghĩa là em quên nói đi, cái mùi dầu xả của cái chai tóc đó nó vô cùng đặc biệt luôn. Với là từ xưa giờ chưa có cái bộ dầu gội nào mà nó có mùi thơm mà nó thơm dã man như vậy. Thơm ướp hương luôn các chị. Ướp cái hương tóc của mình vào trong gối, vào trong quần áo, cả người mình thơm sau khi mình tắm xong. Chồng nó rất là thích chui rút vô trong người mình nè, hun hít. Em nói nó hơi bị nhạy cảm mà thật đó là sự thật nha. Cái bộ này là cái bộ có cái mùi hương làm cho mọi người bị rất là hấp dẫn, là như vậy. Cảm ơn chị Bùi Thương nha. Rồi, một cái gói cuối cùng dành cho chế luôn. Hay quá, hay quá, hết một hộp rồi mấy chị. Mẹ ăn cơm chó mày đáng chịu, em biểu mày ép ai chị. Chồng tao hung tao, người ta nói chồng tao hung chứ sao. Không phải mà là chê. Rồi mọi người ơi, lên tiếp cái này nha. Máy massage dùng cho dùng cổ. Chưa, còn cái cuối cùng nữa đây. Cái này để đeo vô cổ nè. Massage cổ vây gáy cho mấy chị đỡ mỏi, đỡ nhức, đỡ đau. Chị nào làm văn phòng nhiều á. Trời đây nè, em ngồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ luôn. Em mới vừa quay lại cổ em nó kêu cái rắc. Thì cái cổ của mình nó bị đơ đó chị. Mà mình để nguyên như vậy trong một thời gian dài á, thì nó rất là dễ bị sơ hóa. Nó sẽ bị thoái hóa cái khớp xương, cái vùng cổ mình luôn. Thì sao lâu ngày mình bị đơ cứng như nè. Thì mình sẽ có cái máy này để mình massage, giúp mình lưu thông máu huyết ngay chỗ đó nha. Giúp cho cái máu huyết chỗ này của mình được vận hành, làm cho mình đỡ mỏi, đỡ nhức, đỡ đau. Đó. Thì cái máy này giá của nó là 1.400.000 một cái. Nhà em đang sale còn 950.000 một cái thôi nha. Và cái này của em là màu trắng nè mọi người, 950.000. Có 7 chế độ massage và cách sử dụng rất là đơn giản nha. Cầm cái máy về chỉ cần bấm nút khởi động thôi, được chưa ạ? Rồi bên này nó sẽ có nút tăng giảm cho mọi người nè. Đấy. Và nó sẽ tự động massage cho mình, mấy chị theo kiểu mà 7 chế độ. Chế độ giác hơi, chế độ đấm bóp, chế độ xung điện. Rồi xong rồi có chế độ mà gọi là chạy vòng vòng vậy nè. Nó đưa những cái luồng điện chạy qua chạy lại để nó lưu thông cái máu huyết của mình. Xong rồi nó có chế độ gì nữa à? Giật tăng. Và có chế độ đá nóng luôn mấy chị, giống như dắt hơi vậy đó nha. 7 chế độ khác nhau đưa vào đây, nó sẽ chuyển liên tục. Thì chị nào mà hay đi du lịch nè, hoặc là đi ngồi tàu điện, tàu xe nhiều mà mình mỏi, mình đau, mình mỏi á, đi đâu mình xách theo nó nha. Nhà em có hai màu cho mấy chị lựa, là màu đen với màu xám. Ồ quên, xin lỗi, màu xám với màu trắng. 950.000 một cái máy nha, hai mã số 20. Có chị nào xài cái này rồi cho em xin feedback ạ. Máy massage vùng cổ nha. Được thiết kế rất là thời trang, sang trọng. Và cái chức năng của nó cực kỳ đa năng luôn nha. 950.000. Chơi nguyên tim hồng dễ thương quá ha. Lên cho em mã số 20 các chị. Và mã này là mã cuối cùng ngày hôm nay chốt hạ trong like của em nha. Wow, một cái like quá trời dài luôn. Rồi hẹn các chị lại vào like tới là ngày
Thôi giờ này còn đâu có mấy người nữa đâu. Like tới đi các chị, like tới em xả hàng nha. Bây giờ hết người xem rồi nên không xả được. Like tới đầu like em sẽ cho xả một mớ mã. Mà mọi người nhớ vô coi nhiều nhiều đông đông đi. Em cho xả với giá 10k lấy hên. Không, 9k đi, 9k cho lấy hên. Hoặc là 6k, 8k lấy hên nha. Like tới mọi người nhớ đón coi. Rồi bây giờ thì xin phép cho em Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chị vào live tới. Cái mắt kiến này nó cứ méo méo. Live tới của em là vào thứ tư tuần sau lúc 1:30 nha. Bye bye mọi người, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.